Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 38. Con à, nghĩ đến mẹ của con đi. Bà ấy có quyết tâm trừ khử ma tâm thánh nữ, con nào có thể mất đi dũng khí cắt đứt huyết mạch thiên ma. Sư phụ. Con à, đi theo nội tâm của mình, đừng từ bỏ. Đừng từ bỏ. Tiên nhan trong hư không dần dần nhạt đi, chỉ có tiếng nói kia còn vang vọng bên tai Lý Dục Thần. Đừng từ bỏ, đừng từ bỏ. Anh đương nhiên biết, sư phụ không thể vượt qua ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu anh, đây là đạo tâm anh giữ vững suốt 13 năm, là đạo hồn anh tẩy luyện ra giữa ngàn dặm băng tuyết Côn Luân và kiếm khí Vạn Tiên Thiên Đô. Nếu không phải đạo tâm vẫn còn, khoảnh khắc vừa rồi anh đã xa vào đó. Nhưng mà, đạo tâm vừa mới khôi phục một chút, cỗ lực lượng ngo ngoe dục dịch trong huyết mạch lại càng thêm mãnh liệt. Anh vẫn không thể thoát khỏi vực sâu mà mình đang rơi vào. Lúc này, anh hy vọng sư phụ thực sự đến nhường. Nào, vốn cho rằng tu đạo 13 năm đã đủ để ngạo mạn thiên hạ, vốn cho rằng lôi kiếp trưởng thành thoáng qua, thật sự trở thành người số một 500 năm qua. Chẳng thể ngờ được, đến cả tâm ma của mình cũng không chiến thắng được. Mẹ ơi! Lý Dục Thần thì thào. Dục Thần! Dục Thần! Một tiếng nói chợt vang lên. Lý Dục Thần mở mắt ra, trông thấy một cô gái đi ra từ trong bóng tối vô biên. Cô ấy xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại nở nụ cười đầy hiền từ. Mẹ, Lý Dục Thần cảm thấy hưng phấn. Anh vươn tay, định giữ chặt tay của mẹ. Nhưng bất luận anh dùng sức thế nào, vẫn chẳng thể đụng vào. Mẹ! Dục Thần, đừng từ bỏ. Dục Thần, nhất định phải chịu đựng. Mẹ tin tưởng con nhất định có thể. Giọng nói của mẹ thân thiết đến vậy, nụ cười của mẹ hiền lành đến thế. Anh cảm thấy an nhàn, cảm thấy hạnh phúc. Trong quá khứ, anh chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời như vậy. Mẹ còn sống không? Mẹ ở đâu? Mẹ còn sống, mẹ ở dưới đáy vực sâu. Dục Thần, con nhất định phải cố gắng, mẹ chờ con tới cứu mẹ. Mẹ tin tưởng con nhất định có thể. Lý Dục Thần dùng sức gật gật đầu. Đúng lúc này, một ông lão mặc áo bào bát quái xuất hiện ở trong hư không, hét lớn một tiếng, ma nữ, dám xông đến phàm trần, mê hoặc chúng sinh. Xem kiếm. Tay ông ta chỉ xuống, một thanh bảo kiếm sau lưng chợt bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào. Cơ thể của mẹ. Thân thể mẹ bắt đầu vặn vẹp, trên mặt lộ ra biểu cảm đau đớn. Mẹ ơi, Lý Dục Thần kêu to, đạo sĩ thối. Thả mẹ tôi ra. Lại một hòa thượng đầu chọc mặc cà sa xuất hiện trong hư không. Hừi, thiếu niên vô tri, bị ma nữ dụ hoặc còn không tự biết, xem đại uy thiên long của tôi. Hư không xuất hiện một trường ấn màu vàng, rơi xuống người mẹ. Thân thể của mẹ ầm ầm biến mất. A, à, sự phẫn nộ lấp đầy lồng ngực và từng mạch máu của Lý Dục Thần. Giết, giết giết giết, giết sạch đám đồ đệ ra vẻ đạo, mạo chúng mày. Kiếm khí màu đen xoắn hòa thượng đạo sĩ đến nát bấy. Nhưng anh vẫn chưa hả giận, oán hận trong lòng như thác lũ khó nén. Đúng lúc này, anh nghe thấy có người gọi tên mình. Dục Thần. Anh trông thấy một cô gái thướt tha đi ra từ trong bóng tối. Mẹ ơi, Lý Dục Thần kêu lên. Nhưng anh thấy khuôn mặt của cô gái kia, hoàn toàn không phải mẹ mình. Anh vươn tay, bóp lấy yết hầu của cô gái, nổi giận gầm lên, cô là ai? Dục Thần, là, tôi, cô gái bị anh siết đến không thở nổi. Cuối cùng Lý Dục Thần nhìn rõ khuôn mặt cô. Cảm giác quen thuộc dâng lên từ đáy lòng, trong máu toát ra một chút ấm áp. Mộng Đình, anh rốt cuộc nhận ra, đây là, trở lại thực tế sao? Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, vừa thả lỏng, ý chí mạnh mẽ vẫn luôn đấu tranh với tâm ma cũng buông lỏng. Vào thời khắc ấy, anh cảm thấy hồn phách thoát ly thân thể, rơi xuống vực sâu. Không. Một chút thanh tỉnh cuối cùng, đạo tâm 13 năm, kiêu ngạo của người số 1500 năm qua, đạo hồn trải qua kiếm khí vạn tiên rửa tội đồng loạt bộc phát ra. Vực sâu vỡ vụn, hồn phách trở về vị trí cũ. Anh cảm giác ngực bị đập mạnh, như bị hòn đá nặng 10.000 cân đập trúng. Phụt. Phun ra một búng máu đen. Trúng ngực Lâm Mộng Đình. Máu như nọc độc, bốc khói giữa ngực cô. Lâm Mộng Đình kêu lên thảm thiết. Ngã về phía sau. Tiếng kêu sợ hãi này khiến Lý Dục Thần hoàn toàn tỉnh lại. Anh không quan tâm tới ám thương của thần hồn, lập tức nhào tới, cưỡi trên người Lâm Mộng Đình, một tay xé áo cô ra, dùng tay nhấn lên,
Tiếng thét chói tai truyền ra từ trong phòng kinh động đến người bên ngoài. Bạch Kinh Kinh là người đầu tiên xông vào. Theo sát phía sau là Đinh Hương và chị Mai. Các cô vừa tiến vào liền thấy Lý Dục Thần đè Lâm Mộng Đình xuống đất, xé quần áo Lâm Mộng Đình, đặt tay lên ngực cô. Dáng vẻ này cực kỳ giống tẩu hỏa nhập ma, ma tính bùng phát. Anh Dục Thần, Đinh Hương hơi sợ hãi kêu một tiếng, anh đang làm gì? Bạch Kinh Kinh cũng luống cuống tay chân. Mặc dù nó bước vào con đường tu hành sớm hơn tất cả mọi người, nhưng cũng chưa từng gặp phải tình huống này. Lúc nhấc tay lên, giữa tay của anh và làn da Lâm Mộng Đình xuất hiện một đám xương máu màu đỏ sậm dính liền như ngó sen. Đây là hấp tinh đại pháp, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu chị Mai là tuyệt học võ đạo đã thất truyền từ lâu trong truyền thuyết này, nó có thể hút khô máu người, từ đó tăng lên nội lực của mình. Nhưng rất nhanh, bà ta liền nhận ra mình đã nghĩ sai. Lý Dục Thần không phải đang tổn thương Lâm Mộng Đình, mà đang chữa bệnh cho Lâm Mộng Đình. Bởi vì quần áo trước ngực Lâm Mộng Đình đều nhuốm máu. Trong máu trộn lẫn sương mù màu đen di động như đang sống. Chị Mai rất tự trách vì ý nghĩ sai lầm của mình. Đình Hương và Bạch Kinh Kinh đều đã nhìn ra. Các cô ấy đều xuống lại, nhưng không dám quấy rầy. Tay Lý Dục Thần lên lên xuống xuống, chốc thì nâng lên rất cao. Chốc lại đặt xuống người Lâm Mộng Đình. Mỗi lần nâng lên đều mang theo một mảnh xương máu. Bàn tay anh nhanh chóng biến thành màu tím đen, sắc mặt Lâm Mộng Đình dần dần tái nhợt đi. Qua một hồi lâu, Lý Dục Thần bỗng nhiên khoát tay, dẫn theo một tảng xương đen lớn từ ngực Lâm Mộng Đình. Vết máu và khí đen trên người Lâm Mộng Đình được loại bỏ, vùng ngực khôi phục màu trắng lóa như tuyết. Chỉ là giữa một mảnh trắng nõn như tuyết có ba điểm đỏ. Trong đó, điểm đỏ ở giữa đặc biệt tươi đẹp kiều diễm, kẹp giữa hai chấm hồng sống động, lộ ra vẻ xinh đẹp quyến rũ, như thể nở rộ một đóa hoa màu máu, mang nét đẹp làm người ta say mê. Nhưng nhìn lâu lại mơ hồ sinh ra sợ hãi. Lý Dục Thần đút một viên thuốc vào trong miệng Lâm Mộng Đình, sau đó nhíu mày nhìn đóa hoa màu đỏ diễm lệ giữa ngực cô. Lâm Mộng Đình mơ màng tỉnh lại. Dục Thần, anh không sao? Cô ân cần hỏi han. Thấy ánh mắt của Lý Dục Thần liền cúi đầu xem xét, chợt nhận ra quần áo của mình đã bị xé ra từ lúc nào. Lâm Mộng Đình hét lên một tiếng nhỏ, theo bản năng dùng hai tay ôm lấy ngực. Lúc này, cô mới thấy Đinh Hương, chị Mai và Bạch Kinh Kinh đều ở bên cạnh, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, xấu hổ bật ngồi dậy, chỉ muốn dúi đầu vào trong khuỷu tay. Chị Mai cười nói, hai người đã đính hôn rồi, còn ngượng ngùng cái gì? Lâm Mộng Đình mỉm cười. Nhưng nhớ tới Lý Dục Thần ở đối diện, còn không hề chớp mắt nhìn mình chăm chằm, mặt lại càng đỏ. Đình Hương cởi áo khoác trên người ra, che đậy người Lâm Mộng Đình. Nói xong anh nhắm mắt lại, ngồi xuống. Bàn tay phủ kín khí đen nhẹ nhàng run rẩy trước người. Anh nhíu chặt lông mày, thoạt nhìn cực kỳ đau đớn. Khí đen trên tay dần dần biến mất, trán anh lại thấm đầy mồ hôi. Một hồi lâu sau, anh mới mở to mắt. Thở ra một hơi dài. Dục Thần, tôi xin lỗi, Lâm Mộng Đình tự trách nói. Không thể trách Mộng Đình, chị Mai lên tiếng, thành phố Long xảy ra chuyện, Mã Sơn và anh Thái đang trong trạng thái hấp hối, ông Hồ nói chỉ có cậu mới có thể cứu họ. Lý Dục Thần nghe xong lập tức đứng lên, người đang ở đâu? Anh không quan tâm tới việc cơ thể mình vừa mới bị đánh sâu vào, lập tức đi đến căn phòng Mã Sơn và Thái Vĩ Dân đang nghỉ ngơi. Trông thấy bộ dạng của Mã Sơn và Thái Vĩ Dân, Lý Dục Thần hung hăng siết chặt nắm đấm. Anh ngồi xuống, bắt đầu trị liệu cho Mã Sơn và Thái Vĩ Dân. Chút thương thế này không làm khó được anh. Nhưng trong quá trình trị liệu, những vết thương kia dường như đều chuyển rời đến trên người anh. Thậm chí anh có thể tưởng tượng và hoàn nguyên ra được toàn bộ quá trình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vào thời khắc này, anh như thể biến thành Mã Sơn, chịu đánh đập, bị treo lên cây thiêu sống trong khu nhà họ Phan. Toàn thân Lý Dục Thần run rẩy, những thứ ngủ say trong huyết mạch không thể hoàn toàn áp chế bởi lần bế quan không quá thành công này một lần nữa tỉnh lại. Dục Thần, hai người bọn họ, sẽ không có việc gì chứ, chị Mai hỏi. Lý Dục Thần gật đầu đáp, không sao, nhưng cần nghỉ ngơi mấy ngày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị Mai liền kể đầu đuôi câu chuyện. Hay, lần này may mắn mà có ông Từ và gia chủ nhà họ Trần, nếu không có bọn họ, chúng ta hoàn toàn không cứu được Mã Sơn và anh Thái.
Lý Dục Thần gật gật đầu, tôi sẽ báo đáp ơn tình của hai nhà này. Lâm Mộng Đình lại ân cần hỏi han, Dục Thần, anh thật sự không có việc gì chứ? Vừa rồi tôi thật sự rất lo lắng. Tôi xin lỗi, tôi phá hỏng lần bế quan này của anh, suýt chút nữa hại anh. Lý Dục Thần duỗi tay vén tóc mai rủ xuống trán Lâm Mộng Đình ra phía sau, rồi xoa đầu cô, cười nói, cô làm không sai. Nếu anh Mã Sơn chết rồi, cả đời này tôi sẽ không yên lòng. Hơn nữa, cô không hề phá hỏng tôi tu hành. Lần này bế quan, tôi không thành công, cô xông vào vừa vặn kéo tôi ra khỏi nguy hiểm. Do chính tôi tu hành còn thiếu, không đủ để chiến thắng tâm ma. Lâm Mộng Đình cảm thấy Lý Dục Thần đang an ủi mình, trong lòng vẫn rất áy náy, cúi đầu nói, đều tại tôi, tu hành vẫn thiếu sót, không thể san sẻ giúp anh. Lý Dục Thần cười đáp ngốc, cô mới tu hành mấy ngày. Thiên tài như chồng cô còn phải tu hành 13 năm tại Côn Luân mới có thành tựu như ngày hôm nay. Lâm Mộng Đình phì một tiếng bật cười, nhẹ nhàng đánh anh một cái, cười mắng, khoác lác. Ai nói khoác chứ, sư phụ tôi đã nói rồi, tôi là người số một suốt 500 năm qua, Lý Dục Thần nghiêm trang đáp lại. Nhưng anh càng nghiêm trang lại càng giống như đang khoác lác. Lần này không chỉ Lâm Mộng Đình, ngay cả Đỉnh Hương và chị Mai cũng bật cười, những người khác cũng cười theo. Chỉ có Bạch Kinh Kinh sững sờ nhìn mọi người, không rõ mọi người đang cười cái gì. Dưới cái nhìn của nó, cậu Lý không hề khoác lác. Nó sống mấy trăm năm, quả thật chưa từng gặp qua người nào trâu bò hơn cậu Lý. Chị Mai cũng tin tưởng Lý Dục Thần là người số một 500 năm qua. Trên mặt bông đùa, nhưng lòng Lý Dục Thần lại vô cùng nặng nề. Thù của Mã Sơn cần báo, Lang Dụ Văn lại càng phải khẩn cấp cứu ra. Mà lần này anh bế quan thất bại, dẫn đến lực lượng ngo ngoe dục dịch trong huyết mạch dường như mạnh hơn. Lần lôi kiếp thứ hai có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu như trước khi lôi kiếp đến vẫn không thể loại bỏ âm ma, uy lực của lôi kiếp sẽ tăng lên gấp bội. Dù thân xác vượt qua được, hồn phách cũng chưa chắc có thể gánh vác. Còn một chuyện cần lo lắng nữa, chính là trước ngực Lâm Mộng Đình nhiều thêm một nốt ruồi son tươi đẹp như hoa. Nếu như chỉ nhiều một cái nốt ruồi thông thường cũng không có gì, dù sao nó cũng rất đẹp mắt. Nhưng búng máu anh phun ra mang theo nguyên khí bản mệnh và ma khí thức tỉnh từ huyết mạch. Vấn đề là, sau khi anh loại bỏ tất cả ma khí, anh vẫn không thể trừ đi nốt ruồi son kia. Mặc dù tạm thời không nhìn ra có tổn thương gì, nhưng anh không thể chắc chắn liệu tương lai có xảy ra biến cố. Mộng Đình, tôi truyền cho cô một bộ công pháp mới, sau này cô phải chăm chỉ luyện tập. Lý Dục Thần chợt nói. Dạy xong công pháp, anh lại đi xem Mã Sơn và Thái Vĩ Dân. Vết thương của Mã Sơn nặng hơn Thái Vĩ Dân, nhưng Mã Sơn có đáy công phu, cộng thêm tâm pháp cổ. Võ Lý Dục Thần dạy dỗ, cho nên khôi phục nhanh hơn Thái Vĩ Dân một chút. Lúc này hai người đều tỉnh lại. Nhìn thấy Lý Dục Thần, bọn họ đồng loạt mỉm cười. Lý Dục Thần ngồi xuống trước giường, vỗ nhẹ Mã Sơn, nói, lần sau đừng liều mạng như vậy. Nên nhận hèn thì nhận hèn. Mã Sơn đau đến nhe răng trợn mắt, có người anh em như em, anh biết anh không chết được. Dù chết rồi, em cũng sẽ báo thù cho anh. Lý Dục Thần bỗng thấy hơi đau lòng, dùng sức nhẹ. Gật đầu. Anh quay đầu nhìn Thái Vĩ Dân. Lần này biểu hiện của Thái Vĩ Dân khiến anh khá bất ngờ. Anh rõ ràng tính cách của Mã Sơn, cộng thêm tình cảm như anh em của bọn họ sớm đã vượt qua sống chết. Nhưng Thái Vĩ Dân lại có thể xông vào nhà họ Phan đi cứu Mã Sơn, sau khi bị bắt cũng không khuất phục, cứng rắn chịu đựng hình phạt tàn khốc mà không cầu xin tha thứ nửa câu. Lý Dục Thần không tin Thái Vĩ Dân sẽ trung thành hoặc có tình cảm với chính mình như vậy, chỉ có thể nói, ánh mắt và quyết đoán của người này tuyệt đối không phải hạng tầm thường, là một tài năng có thể đào tạo. Trước kia đi theo sau Lâm Thiếu Hằng lăn lộn, mở trường đấu chó tại thành phố Hòa thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Anh Thái, anh yên tâm, anh cũng giống như anh Mã Sơn, tôi nhất định sẽ báo thù cho hai người. Người từng tổn thương hai người, không một ai chạy được. Thái Vĩ Dân suýt chút nữa chảy hai hàng nước mắt. Lần này gã ta thật sự cược một trận lớn. Gã ta từng cho rằng mình chắc chắn phải chết rồi, nhưng gã ta vẫn căn răng kiên trì. Bây giờ, gã ta có cảm giác cuộc đời sang trang mới. Khi thấy Lý Dục Thần, gã ta biết mình đặt cược đúng. Lý Dục Thần dùng thời gian nhanh nhất sắp xếp xong xuôi chuyện trong nhà, sau đó nhấc kiếm đi lên phía Bắc, lần nữa bước lên đất đai vùng Giang Đông. Anh đến nhà họ Phan thành phố Long trước.
người nhà họ Phan không hề biết tai họa sắp xảy ra. Mã Sơn và Thái Vĩ Dân được cứu đi, Nghê Cường chết ở nhà họ Phan, những việc này khiến nhà họ Phan rối loạn một hồi. Nhưng nghe nói Nghê Hoài Kỳ không trách tội xuống, chỉ phái người mang thi thể Nghê Cường trở về. Người nhà họ Phan thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cho rằng có chỗ dựa tông sư, cửa ải này xem như qua. Về phần hung thủ giết chết gia chủ Phan Phượng Niên, sớm muộn gì cũng sẽ đền tội. Ai có thể đối địch với toàn bộ Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông chứ? Chẳng phải ngay cả Từ Thông và Trần Định Bang cũng xám xịt đi rồi sao? Người nhà họ Phan bắt đầu xử lý lễ tang của Phan Phượng Niên. Trên tường và trên cửa treo đầy cờ trắng, trong viện đầy vòng tròn được vẽ bằng sơn, mọi người mặc đồ tang. Thi thể Phan Phượng Niên nằm trên linh sàng, quan tài tơ vàng gỗ lim được bày một bên. Người trong nhà đã giúp ông ta thay áo liệm, bởi vì không phải thọ hết chết già nên tang lễ đơn giản, người thân đến bái biệt đầy đủ liền chuẩn bị nhập liệm. Đúng lúc này, không biết một đám mây đến bay tới từ nơi nào, dừng lại trên không trung nhà họ Phan. Bầu trời trong xanh lập tức trở nên âm u. Có người ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt chợt lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ vào bầu trời run giọng nói, đó. Đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn theo ngón tay của người đó, chỉ thấy bên trong đám mây đen kia có một thanh bảo kiếm khổng lồ màu đen đang nằm ngang. Ánh sáng đen chảy xuôi trên thân kiếm, như thể râu đen sắp sửa nhỏ xuống. Sát ý bao phủ toàn bộ khu nhà họ Phan. Người nhà họ Phan hoảng sợ nhìn. Không khí dường như đông cứng lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Không biết là ai hô lên tiếng đầu tiên, chạy mau, người nhà họ Phan đều hoảng sợ chạy mất. Có người chạy về phía cổng lớn, có người chạy vào trong phòng. Lúc này, mưa kiếm màu đen rơi xuống từ trong mây đen. Có người bị chém thành hai nửa từ trên đỉnh đầu xuống, có người bị chém ngang lưng. Trong nháy mắt, tiếng kêu rên vang vọng. Chớp mắt tiếp theo, tiếng kêu rên biến mất. Mưa kiếm im ắng, hạ một hồi liền ngừng. Mây đen cũng tản ra, bầu trời lại sáng sủa. Nhưng người trong khu nhà họ Phan đều không thấy. Trên mặt đất, trên tường viện che kín vết kiếm, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả cây hòe cổ trong sân cũng bị bổ đến vỡ nát, lá nát rơi đầy đất. Chỉ có thi thể Phan Phượng Niên trong linh đường vẫn còn nằm ngay đơ trên giường, mặc áo liệm mới tinh. Sơn Trang Hồng Vũ tại Kim Lăng là trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo Giang Đông. Cả tòa trang viên được xây dựa lưng vào núi, mấy hòa kiến trúc giả cổ thấp thoáng giữa bóng cây cổ thụ che trời. Trong trang viên có diễn võ trường rộng rãi, mơ hồ nghe được tiếng la của người luyện võ. Bảo vệ cửa Sơn Trang trông thấy một người trẻ tuổi xuất hiện ở cổng. Anh ta rụi rụi mắt, không chắc chắn người trẻ tuổi này đến từ lúc nào và phía nào. Thật là đáng chết, không tập trung. Nếu bị mấy nhân vật lớn bên trong kia biết được, không tránh khỏi chịu một hồi khiển trách. Này, làm cái gì đấy, trong lòng bảo vệ khó chịu, giọng điệu không được tốt. Đến giết người, người trẻ tuổi nói. Cái gì, bảo vệ còn tưởng rằng mình nghe lầm, cậu lặp lại lần nữa. Giết người, cậu muốn giết ai? Hoàng Phủ Hiền, Nghê Hoài Kỳ, Hầu Khuê Đông. Còn nữa, ai chắn tôi giết người đó. Bảo vệ sửng sốt, rồi đột nhiên cười như điên. Đây là câu chuyện buồn cười nhất anh ta nghe được trong năm nay. Một người trẻ tuổi xách một thứ đồ màu đen thoạt nhìn có điểm giống kiếm trong tay, chạy đến cổng Sơn Trang Hồng Vũ nói muốn giết người. Nhóc kia, cậu biết đây là nơi nào không? Đây là Sơn Trang Hồng Vũ. Bảo vệ tự hỏi tự trả lời, lúc nói ra bốn chữ Sơn Trang Hồng Vũ, khuôn mặt anh ta tràn ngập tự hào. Như thể làm bảo vệ tại nơi này cao cấp hơn bảo vệ ở chỗ khác. Nơi này là trụ sở chính của Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông. Biết Hiệp hội Võ Đạo không? Mấy cái tên cậu vừa nói ra, biết là người nào không? Bảo vệ nhìn anh, ánh mắt lóe lên vài phần đáng thương. Tông sư, là tông sư đó biết không? Tông sư không thể nhục, dám nhục, hẳn phải chết. Đặc biệt là Hoàng Phủ Tông Sư, thế mà cậu dám gọi thẳng tên của ông ấy. Còn nói muốn giết bọn họ, cậu chắc chắn phải chết, ha 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 ha. Tiếng cười của anh ta đột nhiên dừng lại, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đơ. Tiếp đó, thân thể anh ta chia thành hai nửa, đổ sang hai bên, ầm ầm ngã xuống đất. Sơn Trang Hồng Vũ là trụ sở chính của Hiệp hội Võ Đạo, trong đó quanh năm có tông sư trấn thủ. Bảo vệ ở cửa đương nhiên không phải là bảo vệ tầm thường,
mà đều là võ giả, tối thiếu là ám kình trở lên mới có tư cách. Lý Dục Thần dùng một kiếm chém bảo vệ, khiến một bảo vệ khác bị dọa sợ. Người kia thấy đồng nghiệp chết thảm, lại thấy Lý Dục Thần đi về phía mình, bèn rút ra một con dao ba cạnh từ trong con lăn cao su, tay cầm run run rẩy rẩy, chỉ vào Lý Dục Thần quát lớn. Cậu làm gì, đừng có tới đây. Lý Dục Thần không dừng lại, từng bước lại gần. Cậu không được qua đây. Giọng nói của bảo vệ trở nên nghẹn ngào và sợ hãi. Một tia sáng đen lóe lên, cần cổ của bảo vệ xuất hiện một tơ máu mỏng manh. Động tĩnh ở cửa kinh động đến người ở bên trong sơn trang Hồng Vũ. Một đám võ giả đang luyện võ trên diễn võ trường lao đến. Đã xảy ra chuyện gì, võ giả cầm đầu hỏi bảo vệ đứng ở nơi đó. Bảo vệ không trả lời anh ta, khiến võ giả rất không thích. Địa vị của anh ta tại Hiệp hội Võ Đạo không hề thấp, bình thường bảo vệ thấy anh ta đều là sư huynh dài sư huynh ngắn. Này, thất thần cái gì, anh ta khẽ đẩy lưng bảo vệ. Đầu bảo vệ liền rớt xuống từ trên cổ. Máu tươi phun ra ngoài từ cái cổ đứt lìa. Võ giả giật nảy mình, cạch 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 lui về phía sau mấy bước, ngã vào đám người sau lưng anh ta. Lúc này, anh ta mới nhìn rõ thi thể của một bảo vệ khác, tách thành hai nửa nằm ở ngoài cửa. Bọn họ hoảng sợ nhìn Lý Dục Thần. Cậu là ai? Lý Dục Thần. Lý Dục Thần. Hiển nhiên cái tên này mang lại cho họ cảm giác lạ. Một người chợt nhớ tới, chỉ vào anh nói chính là Đại Tông Sư Nam Giang mới xuất hiện. Những võ giả này hoảng hốt. Có thể luyện võ ở trên diễn võ trường Sơn Trang Hồng Vũ, bọn họ đều là kẻ mạnh trong kẻ mạnh. Nhưng bất luận họ mạnh đến nhường nào, cũng không dám ngang tàng trước mặt Tông Sư. Vốn liếng ngang tàng của Sơn Trang Hồng Vũ chính là bởi vì nơi này là nơi Tông Sư hội tụ. Nhưng dù có tụ tập như thế nào, số lượng tông sư cũng có hạn, một tỉnh có một hai người. Giang Đông xem như nhiều, có ba người. Nhưng điểm khiến Kim Lăng ngang tàng, là Kim Lăng có một châu khiếu uyên, trụ sở chính của Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông đặt tại Kim Lăng, cũng chính là tòa Sơn Trang Hồng Vũ này. Mặc dù châu khiếu uyên không đến, nhưng quanh năm trong Sơn Trang Hồng Vũ thường có một hai vị tông sư trấn thủ. Đôi khi họp, có đến 10 tông sư tụ họp tại đây. Trên giang hồ, những võ giả này đều có danh tiếng, ra vào Sơn Trang Hồng Vũ đã nhìn quen tông sư. Nhưng bọn họ chưa từng gặp qua tông sư trẻ tuổi như vậy. Tuy nói chuyện xảy ra trên Đại hội Võ Lâm Tiền Đường đã sớm truyền khắp giang hồ, bọn họ cũng có nghe thấy tông sư mới xuất hiện Lý Dục Thần, là công tử đến từ nhà họ Lý Thủ Đô. Nhưng anh không khỏi cũng quá trẻ. Tông sư họ từng gặp qua, có mấy ai không phải già đến 7-80 tuổi. Năm 60 tuổi bước vào cảnh giới tông sư đã là kỳ tài võ học hiếm có. Người trước mắt cũng chỉ 20 mấy tuổi đi. Khiến trong lòng không ít người sinh ra hoài nghi. Cậu thật sự là Lý Dục Thần, người cầm đầu nhìn anh từ trên xuống dưới. Lý Dục Thần dừng lại, nhìn anh ta hỏi, anh là môn hạ của ai? Người kia chưa trả lời, bên cạnh đã có người nói thay anh ta. Đây là Lý Nam Lý Sư Huynh, được người đời xưng là Tiểu Bá Vương Mân Nam. Sư phụ anh ta chính là Dương Nguyên Tấn Tông Sư Mân Nam, cũng là Tổng Bí Thư Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông, đang ở trong Sơn Trang Hồng Vũ. Mỗi lần người khác nói ra danh hiệu của anh ta, đặc biệt là nhắc đến sư phụ Tông Sư Dương Nguyên Tấn, trên mặt Lý Nam đều hiện lên vẻ kiêu ngạo. Tại Hiệp hội, Tổng Bí Thư có thực quyền, mặc dù nghe không uy phong bằng hội trưởng và phó hội trưởng, nhưng nắm giữ thực quyền, công việc cụ thể của Hiệp hội đều do Tổng Bí Thư xử lý. Dương Nguyên Tấn thường làm việc ở trong Sơn Trang Hồng Vũ, mấy đệ tử đắc lực đi theo bên cạnh ông ta. Lý Nam chính là một trong số đó. Lý Nam ngẩng mặt, lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Anh cũng họ Lý Dục Thần hỏi một câu. Chính xác. Nể mặt họ Lý, anh đi đi. Lý Nam chợt sửng sốt, trong lòng tự nhủ đây là lời gì. Nếu anh muốn nhận người trong tộc, hẳn nên thân thiết hơn chút, để anh ta đi thì tính là gì. Tại sao tôi phải đi? Lý Nam cả giận nói, tôi đi theo sư phụ làm việc ở đây, dựa vào đâu mà bảo tôi đi. Thực ra cậu đến làm gì? Giết người. Lý Dục Thần bước về phía trước một bước. Giết ai? Lý Nam theo bản năng lui về sau một bước. Anh ta cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ, như một ngọn núi ép về phía anh ta. Mà bên trong uy áp như núi này, còn ẩn chứa kiếm ý và sát khí nồng nặc. Hoàng Phủ Hiền, Nghê Hoài Kỳ, Hầu Khuê Đông. Còn nữa,
giết kẻ dám cản đường tôi, Lý Dục Thần nói. Anh vừa nói ra lời này, đám người kia liền phần phật tản ra, nhường ra một con đường. Chỉ có Lý Nam còn ngẩn ngơ đứng giữa. Anh ta nhìn quanh hai bên, phát hiện đám người bình thường xưng anh em lại không nói nghĩa khí như vậy. Làm công nhân viên thường trú hiệp hội võ đạo, lại là môn hạ tông sư, vừa rồi còn cố ý báo tên họ, Lý Nam tự nhiên không có lý do tránh ra. Cậu muốn làm gì, anh ta bày ra tư thế nghênh địch, sư phụ tôi ở ngay bên trong, còn có mấy vị tông sư. Anh ta chưa kịp nói xong, thân thể đã biến thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất. Không một ai thấy rõ Lý Dục Thần ra tay như thế nào. Một đám người ngẩn ngơ, chợt tan tác như chim muông, sợ hãi kêu la chạy về phía sơn trang. Lý Dục Thần không đuổi theo. Anh tới đây không phải để giết những người này. Nhưng Lý Nam cản trở con đường của anh, không chịu tránh ra. Giờ phút này, trong đầu Lý Dục Thần ngập tràn lửa giận, một lòng muốn báo thù cho Mã Sơn và anh Thái. Bế quan thất bại, mà tâm không áp chế được sớm đã thức tỉnh, nào còn nghe được anh ta ồn ào, nên một kiếm chém. Trước khi đến, anh đã liên lạc với Tử Thông, xác nhận Nghê Hoài Kỳ và Hầu Khuê Đông đang ở trong sơn trang Hồng Vũ. Lang Dụ Văn cũng bị nhốt ở đây. Về phần Hoàng Phủ Hiền, Tử Thông không tra được tin tức xác thực, nhưng khả năng rất lớn đang ở sơn trang Hồng Vũ. Tử Thông nói cho Lý Dục Thần, nếu gặp phải người của nhà họ Châu thì bỏ qua cho bọn họ. Lý Dục Thần nhớ kỹ, cho nên vừa rồi hỏi Lý Nam là môn hạ nhà ai. Không phải nhà họ Châu thì không sao cả. Lý Dục Thần đi vào sơn trang, đến diễn võ trường, từng bước một đi tới tòa kiến trúc giả cổ và rộng rãi kia. Lúc này, bên trong tuôn ra một đám người, phần phật tản ra khắp diễn võ trường, vây quanh Lý Dục Thần. Người cầm đầu là một lão giả uy nghiêm, tiếng như chuông lớn, trầm giọng nói. Cuồng đồ lớn mật, dám xông vào sơn trang Hồng Vũ, thương tổn môn hạ của tôi, chán sống rồi à. Nhưng ông ta vừa mới bước ra, còn chưa kịp dứt lời, người chưa đứng vững, chợt thấy một đạo kiếm khí màu đen chém tới trước mặt. Lão già hoảng sợ mở to hai mắt, lại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kiếm khí đâm nghiêng xuyên qua cơ thể ông ta, chém ra một vết kiếm thật sâu trên bức tường sau lưng ông ta mấy chục mét. Một đời tông sư, kẻ địch của 10.000 người Mân Nam, Tổng Bí Thư Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông, Dương Nguyên Tấn chết. Bên trong tòa nhà chính sơn trang Hồng Vũ, trong sảnh uống trà bố trí đơn giản mà không mất lịch sự tao nhã. Một lão già nghiêng người dựa vào giữa ghế bằng gỗ đỏ, cầm một quyển sách trong tay, đang yên tĩnh đọc sách. Nghê Hoài Kỳ và Hầu Khuê Đông ngồi hai bên, dáng vẻ cung kính. Sư phụ, Nghê Hoài Kỳ nói, Xà Bích Thanh thật quá đáng, thân là tông sư mà không đứng cùng phe với hiệp hội võ đạo chúng ta, ngược lại đi giúp tên khốn khiếp Tử Thông Kiều. Lão già lật một trang sách, không thèm nhấc mí mắt, nói con tốt nhất đừng có chọc Xà Bích Thanh. Nghê Hoài Kỳ khó hiểu hỏi, vì sao chứ? Công lực của bà già kia chưa chắc đã sâu hơn con ồ. Xà Bích Thanh không chỉ biết võ công, bà ta là người của làng mèo, ngoài luyện võ ra còn biết phù thuật. Phù thuật, vậy thì sao chứ, con còn sợ lão vu bà như bà ta. Con có thể không sợ Xà Bích Thanh, nhưng làng mèo không chỉ có bà ta là vu sư. Nghiêm khắc mà nói, Xà Bích Thanh vẫn chưa tính là vu sư. Vu sư chân chính cực kỳ khó chơi, ta cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Vậy thì cứ tính như vậy, Nghê Hoài Kỳ hỏi lại, con không nuốt trôi cục tức này. Lão già để sách xuống, nhìn ông ta hỏi, con tức giận gì? Tử Thông suýt chút nữa đào mộ tổ tiên nhà con, dù thế nào con cũng không thể nhẫn nhịn nổi. Chẳng phải không đào sao? Nghê Hoài Kỳ nhất thời nghẹn lời. Lão già đang đọc sách chính là sư phụ của ông ta, Hoàng Phủ Hiền Dự Trương. Ông ta không hiểu, vì sao sư phụ ngăn cản ông ta đi báo thù. Nghê Hoài Kỳ cứng giọng nói xong, chợt thấy Hoàng Phủ Hiền ném sách đùng lên bàn. Trong lòng ông ta, hồi hộp, không biết mình nói sai điều gì. Con cho rằng tại sao ta lại tới Giang Đông, lội vũng nước đục này, Hoàng Phủ Hiền trầm mặt hỏi. Không phải nhà họ Trương mời người đến sao, Nghê Hoài Kỳ thấp thỏm đáp. Hơi chút chuyện còn con ở Giang Đông của các người cũng xứng để ta ra mặt, Hoàng Phủ Hiền cười lạnh, một lang dụ văn nho nhỏ, năm đó lại cần bát đại hào môn liên thủ với nhau mới đuổi được anh ta ra khỏi ị gạch dưới Giang Đông. Nói ra cũng không sợ người ta cười vào mặt. Vậy sư phụ người, ta nhận ủy thác của người khác, chẳng lẽ là vị kia?
Nghe Hoài Kỳ trông thấy ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Phủ Hiền bắn về phía mình, lập tức ngậm miệng. Ông ta biết, người kia tuyệt đối không cho phép nói ra. Không lẽ thật sự là vì Lý Dục Thần, Nghe Hoài Kỳ sửa miệng, thằng này quan trọng đến thế sao? Hậu duệ duy nhất của nhà họ Lý Thủ Đô, con nói xem có quan trọng hay không? Trên đời này, không biết có bao nhiêu người mong ngóng anh ta chết đâu. Vậy sao sư phụ không trực tiếp đi giết anh ta? Với công phu của người còn không phải là dễ như trở bàn tay. Giết anh ta dễ như trở bàn tay, nhưng cũng nên có một danh nghĩa để giết anh ta. Lúc thanh danh anh ta vang dội tại Nam Giang, nếu ta mạo muội chạy tới Nam Giang giết anh ta sẽ đắc tội toàn bộ thế gia hào môn Nam Giang. Chuyện khác không quan trọng, nhưng nghe nói nhà họ Tiền và nhà họ Cao Tiền Đường có mối quan hệ rất tốt với anh ta. Thế lực của nhà họ Tiền khổng lồ, nhà họ Cao có quan hệ chặt chẽ với Hồng Môn ở nước ngoài. Hai nhà này tùy tiện đắc tội đều không tốt. Nhưng con nghe nói, Lý Dục Thần giết Liễu Kim Sinh thành phố Dũng, còn diệt cả nhà họ Liễu, chuyện này còn không đủ để trở thành lý do giết anh ta sao? Việc này không có lửa thì sao có khói, nhưng không có chứng cứ xác thực. Chúng ta tin, nhưng con hỏi thử người Nam Giang tin không? Vậy ý của sư phụ là? Ha ha, rất đơn giản, chờ Lý Dục Thần đến, giết anh ta ở ngay chỗ này. Ở chỗ này, Nghe Hoài Kỳ giật mình hỏi, nơi này là trụ sở chính của Hiệp hội Võ Đạo, Lý Dục Thần dám đến. Hoàng Phủ Hiền mỉm cười, ta nhốt Lang Dụ Văn ở chỗ này chính là để chờ anh ta tới. Ta đã tìm đọc tư liệu về quá khứ của người này, trước kia thì không biết, nhưng chỉ từ cách hành sự trong nửa năm gần đây, thằng này xem như ân oán rõ ràng, có thù báo thù, có ơn báo ơn, ra tay quả quyết tàn nhẫn, rất có vài phần khí phách của hào hiệp giang hồ. Nếu không phải, Hoàng Phủ Hiền tạm dừng, hơi hơi thích tài thở dài một cái. Với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ tới cứu Lang Dụ Văn. Nguy rồi, Nghe Hoài Kỳ kinh hãi nói, liệu anh ta có đi đến nhà họ Phan trước không? Hai anh em kia bị tra tấn thành như vậy tại nhà họ Phan, có cứu trở về thì đoán chừng cũng thành kẻ tàn phế. Nếu anh ta đến nhà họ Phan báo thù, nhà họ Phan xem như thảm rồi. Hoàng Phủ Hiền đáp, nếu anh ta đi nhà họ Phan trước thì càng tốt. Anh ta càng giết nhiều người, lại càng khẳng định truyền thuyết anh ta là một con quỷ giết người. Thảm án diệt môn của nhà họ Liễu thành phố Dũng không phải anh ta làm, cũng sẽ biến thành anh ta làm. Đến lúc đó, ta giết anh ta sẽ không ai nói gì. Sư phụ cao tay, Nghe Hoài Kỳ nói. Đúng lúc này, có người hoang mang rối loạn tiến vào báo cáo, mấy vị tông sư, không xong rồi, ngoài kia có một người tên là Lý Dục Thần giết bảo vệ rồi xông vào. A, à, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, trong lòng Nghe Hoài Kỳ bội phục Hoàng Phủ Hiền, sư phụ, con đi xuống xem một chút. Đừng vội, để anh ta náo động bên dưới thêm nữa, giết thêm mấy người, Hoàng Phủ Hiền lạnh nhạt nói, như thể người chết bên ngoài kia không phải người, mà là mấy con kiến thôi. Lại một đệ tử tới báo cáo, Lý Dục Thần giết Lý Nam, Dương Tông Sư đã dẫn người đi ra. Sư phụ, đừng làm cho Dương Nguyên Tấn đoạt nổi bật, Nghe Hoài Kỳ nhắc nhở. Hoàng Phủ Hiền đáp, không sao cả, từ khi Dương Nguyên Tấn lên làm Tổng Bí Thư, công phu sao nhãng không ít. Nếu ông ta có thể giết Lý Dục Thần, chứng minh kẻ này không đáng ta ra tay. Hầu Khuê Đông vẫn luôn ngồi bên cạnh không lên tiếng rốt cục không nhịn được mà mở miệng, Hoàng. Phủ Tông Sư, để tôi đi xem một chút đi. So với việc để Dương Nguyên Tấn khoe mẽ, không bằng nhường nổi bật này cho tôi. Lý Dục Thần này giao cho tôi đi. Hoàng Phủ Hiền gật gật đầu, cũng được. Vậy vất vả Hầu Tông Sư. Hầu Khuê Đông đứng lên chắp tay, không dám nhận, Hoàng Phủ Tông Sư xin chờ một chút, chờ tôi đi giết Lý Dục Thần. Võ quán Hoa Anh tại Thân Châu bị phá hủy, võ quán Cúc Sư Phụ để lại bị dán giấy niêm phong, đi tìm Trần Định Bang tính sổ sách lại gặp phải Hoàng Tổ Hùng ngăn cản, Hầu Khuê Đông đã nhịn đầy bụng tức giận từ lâu. Ông ta đang lo không có nơi chút giận, vừa vặn lấy thằng họ Lý kia khai đao. Giết Lý Dục Thần tương đương với giúp Hoàng Phủ Hiền, rồi giết về Thân Châu. Dù Hoàng Phủ Hiền không ra tay, có Nghe Hoài Kỳ trợ giúp ông ta cũng có thể ép Hoàng Tổ Hùng một đầu. Đến lúc đó, xem ai còn có thể cứu Trần Định Bang. Hầu Khuê Đông nghĩ như vậy, đang muốn quay người ra ngoài. Chợt có người nói, ông đang nhắc đến tôi sao? Cửa lớn đối diện chợt mở ra, một người trẻ tuổi xách một thanh kiếm màu đen đứng ở cửa. Hầu Khuê Đông sửng sốt, chợt phản ứng lại, hỏi cậu chính là Lý Dục Thần. Ông là ai? Lý Dục Thần hỏi ngược lại,
Hầu Khuê Đông thân châu, Hầu Khuê Đông ưỡn ngực ngẩng đầu, giống như vô số lần khác ông ta tuyên bố thân phận tông sư của mình với người khác. Vậy thì đúng rồi. Cái đầu của Hầu Khuê Đông rơi xuống đất, Nghê Hoài Kỳ sợ đến trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Trong giới tông sư Hoa Đông, Hầu Khuê Đông thuộc hàng con cháu sau này, nhưng ông ta không toàn diện thì cũng là tông sư. Nghê Hoài Kỳ không dám nói mình nhất định mạnh hơn Hầu Khuê Đông bao nhiêu. Nếu hai người đấu võ, mấy trăm hiệp cũng không phân được thắng bại. Lý Dục Thần chỉ dùng một đường kiếm đã chém được đầu của Hầu Khuê Đông. Quan trọng là, Nghê Hoài Kỳ không nhìn rõ đường kiếm này được tung ra thế nào. Tuy Hoàng Phủ Hiền ngồi ở đó bất động, nhưng e rằng nỗi chấn kinh trong lòng còn nhiều hơn Nghê Hoài Kỳ. Vì Nghê Hoài Kỳ không nhìn ra môn đạo gì, còn Hoàng Phủ Hiền lại nhìn ra. Vì người luyện võ không thể phát ra đường kiếm khí này. Cũng có nghĩa là, thanh niên trước mắt vốn không phải là võ giả, mà là người tu hành. Nhìn kiếm khí sắc bén đó, rất có thể là kiếm tu. Nhưng, tại sao không cảm nhận được linh khí trên người cậu ta dao động? Hoàng Phủ Hiền cũng không phải là võ giả đơn thuần. Đây là bí mật của ông ta, không ai biết bí mật này. Bên ngoài chỉ biết ông ta là tông sư võ đạo, học tuyệt học cổ võ của gia tộc Hoàng Phủ truyền thừa lại. Nhưng không ai biết, ông ta có thể trở thành tông sư, lại không phải dựa vào gia truyền, mà là có kỳ ngộ khác. Hoàng Phủ Hiền ở thành phố Dự Trương của tỉnh Cám Bà, còn gia tộc Hoàng Phủ thực sự ở huyện Minh Lộc của tỉnh Dự Châu, là một gia tộc cổ xưa và khiêm tốn. Thời còn trẻ, Hoàng Phủ Hiền cũng không phải xuất sắc trong gia tộc, chỉ có thể coi là tư chất bình thường, không được coi trọng. Nhưng ông ta bẩm sinh mạnh mẽ, không vượt trội được trong gia đình, bèn ra ngoài sông pha, tìm kiếm cơ duyên. Sau này ông ta gặp được lão quái Lô Sơn Đồng Hạo, được Đồng Hạo nhìn chúng, đưa về Lô Sơn, nhận làm đệ tử. Đã có cơ duyên này, công phu của ông ta mới đột phá, chưa đến 10 năm đã đột phá tông sư. 20 năm luyện ra võ hồn. Tốc độ này, nhìn khắp võ lâm trăm năm nay, không có mấy ai có thể vượt qua ông ta. Cho nên ngay cả Châu Khiếu Uyên mà ông ta cũng không coi ra gì. Tiếc là Đồng Hạo nói ông ta lòng tham luyến trần thế của ông ta quá nặng, không thể tu tập công pháp cao. Thâm, bèn cho ông ta xuống núi, định cư ở Dự Trương cách Lô Sơn không xa. Sau này tham gia đại võ đạo Hoa Đông, liên tục đánh bại mấy cao thủ tông sư, nổi tiếng từ đó. Sau khi Hoàng Phủ Hiền nổi tiếng vang dội, ông ta cũng thành một nhánh quan trọng ở bên ngoài của gia tộc Hoàng Phủ. Người ngoài đều nghĩ ông ta luyện cổ võ của gia tộc Hoàng Phủ, ngay cả nội bộ gia tộc Hoàng Phủ cũng nghĩ như vậy. Ông ta không dám nói ra chuyện ông ta bái dưới môn hạ của Đồng Hạo cũng không cho phép. Ông ta nói ra, chỉ vì Đồng Hạo không phải người tốt gì, lão ta từng là lão ma đầu nổi tiếng thiên hạ, giết người vô số. Làm việc ác khắp Nam Bắc Đại Giang. Sau này bị nhân sĩ chính đạo truy giết, bất đắc dĩ trốn đi, ấn cư ở Lô Sơn. Lần này Lý Dục Thần ở Giang Nam phô trương tuyên bố mình là con cháu nhà họ Lý, muốn phục hưng nhà họ Lý thủ đô. Chuyện này cũng truyền đến tai Đồng Hạo. Đồng Hạo liền tìm Hoàng Phủ Hiền, bảo ông ta xử lý Lý Dục Thần. Bắt sống về được là tốt nhất, giết cũng được, nhưng phải mang xác và mọi thứ trên người anh về. Hoàng Phủ Hiền cũng không biết nguyên nhân thực, sự Đồng Hạo muốn giết Lý Dục Thần, nhưng nghe giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của Đồng Hạo, hình như là có thù. Nhưng xét về thời gian, hai người họ chắc chắn không thể nào có qua lại, chỉ có thể đoán, Đồng Hạo có thù với nhà họ Lý thủ đô. Hoàng Phủ Hiền vốn cảm thấy đây là một chuyện rất đơn giản. Tuy Lý Dục Thần gây ra tiếng vang lớn trong đại hội võ lâm tiền đường, bên ngoài cũng đồn anh như thần thánh. Nhưng Hoàng Phủ Hiền không tin những lời đồn này, vì có quá nhiều điều kỳ lạ. Hà Trường Xuân và Liễu Kim Sinh cùng luyện ra võ hồn, liên thủ mà lại không đánh được Lazura Kazuyoshi của Thiên Nhẫn Tông. Hoàng Phủ Hiền từng nghe nói đến Thiên Nhãn Tông, là một môn phái khá mạnh trong Nhãn Tông Đông Doanh. Ninja đúng là rất khó đối phó, nhưng không đến mức hai tông sư Thiên Thiên đã luyện ra võ hồn liên thủ mà cũng không đánh lại được. Huống hồ lúc đó còn có Bách Phú Minh và Xà Bích Thanh có ở đó. Sau đó điều vô lý hơn là, Itazura Kazuyoshi mà mấy đại tông sư liên thủ cũng không đánh lại được, đã bị Lý Dục Thần chém chết bằng một đường kiếm. Lý Dục Thần này, nếu là lão quái vật sống hơn trăm tuổi giống như Châu Khiếu Uyên thì cũng thôi đi, nhưng lại là một thanh niên 20 tuổi. Việc này không chỉ vô lý, mẹ kiếp, mà còn vô cùng vô lý,
vô lý đến mức phi lý. Hoàng Phủ Hiền cảm thấy, hoặc là Lý Dục Thần gian lận, hoặc là may mắn và trùng hợp, hoặc là có cả hai. Không chỉ Hoàng Phủ thấy lạ, các tông sư của giới võ đạo cũng đều nghĩ vậy. Là cao thủ xếp thứ hai trong tất cả tông sư sáu tỉnh, thậm chí Hoàng Phủ Hiên còn chẳng coi Châu Khiếu Uyên ra gì, làm sao có thể coi Lý Dục Thần ra gì. Rắc rối duy nhất là phía sau Lý Dục Thần có nhiều hào môn thế gia Nam Giang ủng hộ, đặc biệt là nhà họ Tiền và nhà họ Cao. Ông ta cần một lý do để giết Lý Dục Thần. Tám hào môn Giang Đông ra tay đối phó Lang Dụ Văn, vừa hay đã cho Hoàng Phủ Hiền một cơ hội rất tốt. Ví dụ như Kiếm Tiên, ngay cả sư phụ đồng hạo của ông ta cũng vô cùng kiêng sợ. Cũng may Kiếm Tiên luôn đi một mình, kiêu ngạo cô độc, không qua lại với người phàm, muốn gặp cũng không gặp được. Hoàng Phủ Hiền nhìn thấy thanh kiếm kỳ lạ trong tay, Lý Dục Thần, và thủ pháp mà anh ra kiếm, kiếm khí vô cùng sắc bén đó, ông ta liền nhận định Lý Dục Thần là kiếm tu. Lúc này, thi thể của Hầu Khuê Đông mới đổ xuống. Phát ra tiếng vang trầm bức. Máu bản tung tóe khắp chỗ. Nghe Hoài Kỳ bị dọa sợ giật mình. Nhưng lần này ông ta sợ đến tỉnh ra. Ông ta bình tĩnh lại từ trong chấn hãi. Dù sao cũng là tông sư, không đến mức kinh hồn bạt bía như đệ tử bên ngoài. Nghe Hoài Kỳ cảm thấy Hầu Khuê Đông chắc chắn là vì không hề có chuẩn bị trước mới bị Lý Dục Thần chém đầu. Phía sau mình còn có cường giả chân chính thầy của ông ta Hoàng Phủ Hiền đệ nhị tông sư Hoa Đông. Hoàng Phủ Hiền chống lưng, có gì mà phải sợ chứ? Nghĩ đến đây, nỗi sợ trong lòng Nghe Hoài Kỳ biến mất. Đứng thẳng lưng, trên người bùng phát ra khí thế ông sư, cường mạnh đến nổi lên chân khí, dao động trong phòng, không khí dường như sôi sục, ngay cả tâm ỉn cũng mơ hồ. Cậu nhóc, cậu cũng to gan quá đấy. Xông vào hiệp hội võ đạo, giết tông sư, cậu biết đây là tội gì không? Nghe Hoài Kỳ hỏi. Lý Dục Thần đứng ở đó, không thể hiện thái độ gì, chỉ thản nhiên nhìn Hoàng Phủ Hiền và Nghe Hoài Kỳ một cái. Từ khí tức của hai người họ, anh rất nhanh phán đoán ra tu vi của họ, cũng cơ bản xác định thân phận của họ. Ông là Nghe Hoài Kỳ, anh hỏi. Hơi tên của bản tọa, là để cậu gọi hả? Nghe Hoài Kỳ cười lạnh lùng nói, Hầu Tông Sư không phong bị câu đánh lén thành công, đừng tưởng người khác cũng đứng ở đó đợi cậu đến giết. Vậy ông chính là Nghe Hoài Kỳ rồi, lắm lời thật đấy. Lý Dục Thần nói xong, giơ kiếm lên. Trong tích tắc, chân khí dao động trong phòng vừa nãy biến mất, thay vào đó là một luồng sát khí đến từ giữa trời đất đáng sợ, trong hư không, dường như ẩn chứa răng năng của cự thú hằng cổ. Nhìn Nghe Hoài Kỳ, đương nhiên khí thế tông sư trên người đã không còn. Lý Dục Thần còn chưa xuất kiếm, chỉ sát khí nổi lên, ông ta dường như bị đá đánh trúng lồng ngực, người bỗng co lại, phụt nôn ra máu, đau đớn khom lưng. Nói đi, anh Lang đang ở đâu? Lý Dục Thần nói. Vẻ mặt Hoàng Phủ Hiền biến sắc. Kiếm chưa ra, chỉ là sát ý mà đã ép cho một tông sư, nôn ra máu, không có sức phản kháng. Có còn là người không? Ông ta nhìn khuôn mặt vừa trẻ vừa thanh lạnh đến khiến người ta khó thở của Lý Dục Thần, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ hoang đường, cảm thấy thế giới này vốn không chân thực. Võ đạo đỉnh phong mà mình theo đuổi cả đời, còn một lòng muốn tranh cao thấp với Châu Khiếu Uyên, tất cả thật nực cười. Sớm biết như vậy, còn không bằng ban đầu ở lại Lô Sơn, tu hành tử tế cùng sư phụ đồng hạo. Ở phía sau. Nghe Hoài Kỳ tỏ vẻ mặt đau khổ, trên người như đè tảng đá lớn, miệng không ngừng phun ra máu. Lý Dục Thần thu kiếm ý, định đợi ông ta nói hết. Hoàng Phủ Hiền nhìn chằm chằm kiếm tròn anh tay. Thanh kiếm màu đen này thực sự kỳ lạ, hình dạng bằng phẳng không sắc không nhọn cũng thôi đi, quan trọng là thân kiếm toàn màu đen đến lóa mắt. Dường như màu đen này là một ánh sáng. Hoàng Phủ Hiền bỗng nhớ ra, sư phụ từng nói với ông ta, trong thế giới tu hành, có rất nhiều bảo vật thần kỳ. Có những bảo vật, một khi có được, chỉ cần nắm được cách sử dụng, người bình thường cũng có thể trở thành cao thủ. Thậm chí có những bảo vật, có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ông ta bỗng hiểu ra, Lý Dục Thần tuổi còn trẻ, lấy đâu ra thực lực cường mạnh như vậy, chẳng qua là vì trong tay có một thanh bảo kiếm mà thôi. Sát ý vừa nấy, rõ ràng là nổi lên từ trời đất, ngưng tụ sơn xuyên, phát ra rộng khắp, vốn không phải phát ra từ trên người của một người. Sách xưa có viết, trời phát sát cơ, vật đổi sao rời, địa phát sát cơ, rồng rắn nổi lên. Là thanh kiếm này, thần khí này, đã kích động sát ý thiên địa.
Hoàng Phủ Huyền hình như cũng hiểu ra, tại sao sư phụ Đồng Hạo muốn giết Lý Dục Thần, còn đặc biệt dặn dò, tốt nhất là bắt sống, nếu giết, thì phỉa mang cả xác và đồ vật trên người không sót cái nào về Lô Sơn cho. Lão ta! Thì ra, sư phụ đã nhìn trúng thanh kiếm của Lý Dục Thần. Ha ha ha, Hoàng Phủ Huyền cười điên cuồng trong lòng. Trời đang giúp ta. Nếu có được thanh kiếm này, thì đâu còn có để ý đến Châu Khiếu Huyên nữa. Ngay cả mấy lão quái vật của Minh Lộc cũng chẳng là gì hết. Tiếng cười của Hoàng Phủ Hiền cắt ngang Nghe Hoài Kỳ đang định lên tiếng. Cậu nhóc, muốn cứu Lang Dụ Văn không? Rất đơn giản, lấy đồ ra đổi. Đổi, Lý Dục Thần ngẩn người, nhìn sang Hoàng Phủ Hiền. Đúng thế, Hoàng Phủ Hiền tràn đầy lòng tin, khóe. Miệng nhếch lên ý cười giảo hoạt, dùng kiếm trong tay cậu để đổi. Đưa kiếm của cậu cho tôi giao người cho. Cậu, đây là cơ hội duy nhất của cậu, nếu không, cậu mãi mãi đừng hòng cứu Lang Dụ Văn ra. Lý Dục Thần cau mày, hỏi ông là ai? Hoàng Phủ Hiền ở Dự Trương, Hoàng Phủ Hiền nói, chắc cậu từng nghe đến tên của tôi lấy danh dự của tôi bảo đảm, chỉ cần cậu giao thanh kiếm trong tay, tôi không những trả Lang Dụ Văn cho cậu. Còn có thể bảo đảm sau này hào môn Đông Giang sẽ không gây rắc rối với Lang Dụ Văn nữa. Hoàng Phủ Hiền, Lý Dục Thần gật đầu, trao đổi phải không? Vậy lấy đầu của ông ra đổi đi. Nói xong, kiếm khẽ giơ lên, một đường ánh đen lóe lên. Hoàng Phủ Hiền sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ông ta nhìn rõ đường kiếm khí đó. Nhưng đây cũng là kiếm thuật tiên gia chân chính mà ông ta nhìn lần cuối cùng. Sau đó... Đầu của ông ta rơi xuống, rắc một tiếng đập lên mặt bàn đã nứt nghiêng đổ, rồi lại trơn trượt xuống, lăn đến bên bàn trà, xếp gần với đầu của Hầu Khuê Đông. Nghe Hoài Kỳ sợ muốn chết, lúc này, Lý Dục Thần đã thu lại sát ý, không còn sát ý áp bức, Nghe Hoài Kỳ nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng... Ông ta lại mềm nhũ dưới đất, sợ hãi run bần bật. Niềm kiêu ngạo của Tông Sư hoàn toàn mất hết vào, lúc này, chỉ còn lại nỗi sợ. Hoàng Phủ Hiên. Từng là người thấy mà ông ta rất tự hào, chỗ dựa lớn nhất của ông ta, cao thủ đệ nhị Hoa Đông, nhân vật có thể đỏ tay với Châu Khiếu Uyên, đã chết như vậy. Nhìn hai đầu người dưới bàn trà, lại nhìn Lý Dục Thần, Nghe Hoài Kỳ dường như nhìn thấy ác ma địa ngục. Nói đi, anh Lang đang ở đâu? Lý Dục Thần hỏi lại. Ở, mật thất, phía sau. Đi, đưa tôi đi. Đương nhiên Nghe Hoài Kỳ không dám nói không, run lẩy bẩy đứng lên. Mới phát hiện đúng quần của mình đã ướt một mảng, còn hơi ấm nóng. Tông sư mất kiểm soát tè ra quần, nếu truyền ra ngoài, không biết trên giang hồ sẽ nghĩ thế nào. Sau khi họ đi ra, trên hai thi thể nổi lên một khí đen bắt đầu lan ra từ chỗ vết thương bị cắt. Đó là kiếm khí Huyền Minh còn sót lại bên trên. Khí của Huyền Minh mau chóng ăn mòn cơ thể, chỉ lát sau, trong phòng chỉ còn lại mấy vũng nước. Lý Dục Thần áp giải Nghe Hoài Kỳ đến hậu viện của Sơn Trang, từ trong một gian nhà đi vào, đi qua mấy cánh cửa, rồi chuyển xuống dưới hầm. Nơi này đường đi quanh co, có rất nhiều phòng, giống như nhà giam. Tìm được Lang Dụ Văn ở trong một gian phòng nhỏ kín mít. So với Mã Sơn và anh Thái, Lang Dụ Văn vẫn còn tốt, chỉ bị thương nhẹ. Có lẽ là vì anh ta không biết võ công, cũng không phản kháng. Lý Dục Thần ở trong phòng tiến hành chữa trị đơn giản cho Lang Dụ Văn. Lúc chữa trị, bỗng nghe cánh cửa phía sau phập một tiếng đóng lại. Tiếp đó, vang lên giọng nói nặng nề như tảng đá di chuyển. Sau đó, truyền đến tiếng cười khà khà của Nghe Hoài Kỳ. Ha ha ha, Lý Dục Thần, không ngờ phải không, nơi này còn có cơ quan. Nơi này là nơi tông sư bế quan, để bảo đảm an toàn lúc bế quan. Tất cả bức tường đều được tạo thành từ gang thép và tấm nhôm dày trộn lẫn bê tông, kể cả pháo đạn cũng không bản vào được. Mặc cho cậu có võ công cao thế nào, cũng đừng hòng chạy ra ngoài. Trừ phi cậu biến thành con chuột, chui ra từ lỗ thông gió. Ha ha ha, cậu đợi chết đói ở đây đi. Nghe Hoài Kỳ đóng cơ quan, đứng bên ngoài cửa mật thất, cười điên cuồng không ngừng. Đúng quần vẫn ấm nóng, khiến ông ta cảm thấy xấu hổ. Nỗi xấu hổ này hóa thành nỗi tức giận. Ông ta đập mạnh lên bức tướng dày, điên cuồng, cười với lỗ thông gió, dùng tất cả lờ lẽ bẩn thỉu mà ông ta có thể nghĩ ra mắng Lý Dục Thần và tám đời tổ tông nhà anh, để trút hết cơn giận của ông ta. Nghe bức tường dày đó phát ra tiếng vang bức bối, nghĩ đến Lý Dục Thần sẽ chết đói bên trong, ông ta lại thấp thoáng có khoái cảm.
sau nỗi xấu hổ và tức giận, có được khoái cảm khi trút ra. Lý Dục Thần, tao khinh bà nội mày, khinh mẹ mày, khinh tám đời tổ tông mày, mày cứ từ từ đợi chết đói trong đó đi. Anh em của mày, chị em của mày, bạn bè của mày, ao sẽ chăm sóc tử tế. Nghe nói mày còn có vợ chưa cưới xinh đẹp, bọn mày lên giường chưa? Nếu chưa lên, thì tiếc quá, tao có thể làm giúp mày. Đến lúc đó, nếu mày chưa chết đói, thì tao có thể kể cho mày biết mùi vị thế nào, ha ha ha. Lý Dục Thần, bây giờ mày rất tức phải không? Rất sợ hãi, rất bất lực, ha ha ha. Nghe Hoài Kỳ đang hoa chân múa tay cười. Đột nhiên, mặt tường trước mặt ông ta hiện lên ánh sáng. Nói một cách chính xác, là ánh sáng đen. Một đường kiếm khí xuyên qua bức tường. Bức tường dày đó chia thành hai nửa. Sau đó, ông ta nhìn thấy Lý Dục Thần dìu Lang Dụ Văn đi ra từ bên trong. Trong khoảnh khắc đó, Nghe Hoài Kỳ rơi vào tuyệt vọng. Ánh đen lóe lên. Lý Dục Thần dìu Lang Dụ Văn đi ra từ trong mặt tường nứt. Anh bước qua xác của Nghe Hoài Kỳ, cũng không nhìn thêm một cái. Lúc đang đi ra ngoài, thì gặp ngay Bách Phú Minh dẫn đệ tử chạy đến. Bách Phú Minh là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo, bình thường không thường ở Sơn Trang Hồng Vũ, công việc hàng ngày của Hiệp hội do thư ký trưởng Dương Nguyên Tấn phụ trách. Lần này nhận được điện thoại của đệ tử, nói Lý Dục Thần cầm kiếm xông vào Sơn Trang, giết thẳng vào trong, còn giết cả Dương Tông Sư. Bách Phú Minh sợ giật mình, lập tức chạy đến. Vừa đến Sơn Trang xem, tuy không khoa trương như đệ tử nói, chỉ chết mấy người, nhưng Dương Nguyên Tấn đúng là đã bị giết. Không ai biết rõ tình hình bên trong, vì không ai dám đi vào xem, chỉ biết ba tông sư Hoàng Phủ Hiền, Nghê, Hoài Kỳ và Hầu Khuê Đông đều ở bên trong. Lúc Bách Phú Minh đi vào, ba người đã biến mất. Chỉ có một chiếc bàn đã gãy nứt. Dưới đất còn có hai vũng máu lóe ánh đen. Bách Phú Minh ngồi xuống đưa tay sờ thử, đặt lên mũi người. Một khí thức kỳ lạ khiến người ta khó chịu khiến ông A cau mày. Bách Phú Minh không thể đoán được cụ thể là cái gì, nhưng ông ta có dự cảm chẳng lành. Nghe nói sau khi nhà họ Liễu thành phố Dũng bị diệt, trong nhà cũng còn sót lại vết tích như này. Chẳng lẽ Lý Dục Thần thực sự giống như lời đồn, là một ma đầu? Nhưng vừa nghĩ đến đại hội võ lâm tiền đường, Bách Phú Minh lại cảm thấy không thể nào. Lúc đó, ấn tượng mà Lý Dục Thần để lại cho ông ta là thực lực. Cường mạnh, trên người toát ra vẻ kiêu ngạo. Nhưng sự kiêu ngạo này là kiêu ngạo thoát tục, chứ không phải là kiêu ngạo khoe mẽ của thanh niên bình thường. Ngoài ra, cũng được coi là lịch sự và khiêm tốn, ăn nói có phong cách đẳng cấp. Huống hồ Lý Dục Thần còn cứu mạng ông ta và mấy tông sư. Nếu nói anh là ma đầu giết người, Bách Phú Minh không dám tin. Chỉ có tìm được Lý Dục Thần hỏi cho rõ ràng. Nhưng không ai biết Lý Dục Thần đã đi đâu. Lúc này... Có người nói, Tông Sư Hoàng Phủ nhốt Lang Dụ Văn trong Tuyền Quan, liệu họ có đến đó không? Tuyền Quan, chính là những mật thất được xây dựng dưới lòng đất, để cho các võ giả cấp cao bế quan. Võ giả đến hóa kình trở lên, nếu cần đột phá, nhà mình lại không có điều kiện bế quan tốt, thì có thể đến Hiệp hội Võ Đạo xin một căn mật thất để bế quan. Có lúc, Tông Sư cũng sẽ bế quan ở đây. Lang Dụ Văn. Đương nhiên Bách Phú Minh biết Lang Dụ Văn. Lần trước còn gặp một lần ở Nam Giang. Chẳng phải Lang Dụ Văn ở thành phố Hòa sao? Tông sư Hoàng Phủ đưa cậu ta đến đây làm gì? Chúng tôi cũng không biết. Hình như là ra tay cho nhà họ Phan ở thành phố Long. Bách Phú Minh thấp thoáng đoán được, cảm thấy sự việc không ổn lắm. Ông ta lập tức đưa người đến Tuyển Quan. Xuống dưới hầm, vừa hay gặp Lý Dục Thần vừa đi ra. Cậu Lý! Bách Phú Minh gọi một tiếng. Không biết tiếp theo phải nói gì. Ông ta không hy vọng gặp được Lý Dục Thần ở đây. Là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo, ông ta không thể không xử lý, lại không biết phải xử lý thế nào. Bách Tông Sư. Lý Dục Thần đáp một câu, dường như chưa xảy ra chuyện gì, chào hỏi như gặp mặt bình thường. Bách Phú Minh nhìn thi thể của Nghê Hoài Kỳ dưới đất một cái, cau mày, N.O. Lý, cậu đang làm gì vậy? Tại sao đến Sơn Trang Hồng Vũ giết người? Vậy thì phải hỏi tại sao bọn họ muốn bắt người của ôi đến đây, Lý Dục Thần nói. Có lẽ là hiểu lầm, Bách Phú Minh nói, nhưng bất. Luận thế nào, cậu cũng không nên cầm kiếm xông vào Sơn Trang, còn giết. Giết mấy vị tông sư. Khi Bách Phú Minh nói đến đây, ông ta cũng có chút không tin. Bốn tông sư đấy,
trong đó còn có cao thủ hạng nhất Hoàng Phủ Hiền. Nói giết là giết, nghe nói giết Dương Nguyên Tấn bằng một kiếm. Còn giết Hoàng Phủ Hiền lại không ai nghe thấy tiếng, cho thấy không xảy ra chiến đấu kịch liệt. Hiểu lầm, Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng, họ nhân lúc tôi bế quan, giết người của tôi, đánh tàn phế anh em của tôi, bắt anh lang đi. Vì cứu anh em của tôi bất đắc dĩ mạo hiểm xuất quan, suýt nữa khí huyết đảo ngược mà chết. Ông nói đây là hiểu lầm. Việc này, Bách Phú Minh không biết rõ tình hình, không dễ dàng đáp lời. Lý Dục Thần lại lật tay chỉ vào bức tường nứt phía sau mình. Anh lang là thư sinh, sức trói gà không chặt, họ nhốt anh ta ở đây, ông nói là tại sao? Việc này, Bách Phú Minh cũng nghĩ đến điều này, nhưng ông ta vẫn không thể đáp lời. Nghe Hoài Kỳ dẫn dụ tôi tới đây rồi khóa cửa. Ông A nói muốn cho tôi chết đói ở đây, còn nói, trong thời gian tôi chịu đói, ông ta phải hành hạ người thân của tôi, không tha cho một ai. Ông biết rõ kết cấu của căn phòng này hơn tôi, nếu không phải là tôi, đổi lại là người khác, có phải sẽ chết đói thật rồi không? Người bên cạnh tôi, có phải sẽ bị Nghê Hoài Kỳ hành hạ không? Bách Phú Minh tin Lý Dục Thần nói thật, con người Nghê Hoài Kỳ đúng là có thể làm như vậy. Thậm chí ông ta có thể tưởng tượng dáng vẻ Nghê Hoài Kỳ đắc ý đứng ngoài cửa, Lý Dục Thần đã nói rất nhẹ nhàng rồi, trong thực tế, không biết Nghê Hoài Kỳ còn nói bao nhiêu lời bẩn thỉu đáng hận. Nơi này là mật thất, đều có võ giả cấp cao ra vào, rất ít người bên ngoài biết, cho nên cũng không có lắp camera. Cậu Lý, bất kể thế nào, cậu cũng nên nói với tôi một tiếng, chuyện của Hiệp hội Võ Đạo, tôi còn nói được mấy lời. Nhưng bây giờ, Bách Phú Minh thở dài một tiếng, cậu đã giết người ở Sơn Trang Hồng Vũ, mà còn là mấy tông sư. Nếu cậu đi, như vậy, tôi không thể ăn nói với cả Võ Lâm. Ồ, nói như vậy, ông cũng muốn ngăn tôi, Lý Dục Thần lạnh lùng nói. Tôi biết không ngăn được cậu. Bách Phú Minh nhìn cánh cửa mật thất nứt vỡ một cái, chỉ đường nứt đó đã khiến người ta run sợ. Ông ta quá quen thuộc với mọi thứ ở đây. Ban đầu lúc thiết kế, ông ta còn cảm thấy hơi quá, vốn không cần làm bức tường dày như vậy. Nơi này là Hiệp hội Võ Đạo, không phải sở chỉ huy chiến trường. Không có quân địch đến tấn công nơi này. Nhưng bây giờ, lại bị chém đôi bằng một đường kiếm. Còn là sức mạnh của con người không? Nhưng tôi là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo, tôi không thể thả cậu đi. Lý Dục Thần tức giận nói, ông không sợ chết. Bách Phú Minh quay đầu nhìn các đệ tử đi theo đến nói, các cậu đi trước đi. Sư phụ, có đệ tử lớn tiếng nói, chúng con muốn ở bên cạnh sư phụ. Đi đi, Bách Phú Minh nổi giận, cất giọng run run, đi đi. Đi càng xa càng tốt. Thấy ông ta nổi giận như vậy, các đệ tử không dám trái lời, hãm hầm nhìn Lý Dục Thần một cái, từ từ lùi lại, cuối cùng rời đi. Cậu Lý, Bách Phú Minh đưa ra quyết định cuối cùng, vẻ mặt nghiêm túc, ưỡn ngực, đứng trước mặt Lý Dục Thần với vẻ sẵn sàng cho cái chết. Cậu muốn rời khỏi đây thì giết tôi đi, bước qua thi thể của tôi. Lý Dục Thần bỗng nhiên cảm thấy bực bội. Một số thứ trong huyết mạch cuồn cuộn, anh không thể kiềm chế sự sôi sục này. Thiên ma đang nhảy múa trước mắt, thất sát ca vang vọng bên tai. Giữa trời đất tràn ngập huyết quang. Nhìn huyết quang đó, anh lại có chút hưng phấn khó hiểu. Sát ý từ trong cơ thể nổi lên, kiếm huyền minh phóng ra ánh đen. Anh chậm rãi giơ kiếm, nói với Bách Phú Minh. Tôi đếm đến ba, ông còn không tránh, thì đừng trách tôi vô tình. Một, hai, ba. Lúc đếm đến ba, trên khuôn mặt Lý Dục Thần nở nụ cười tà mị. Bách Phú Minh nhìn thấy nụ cười đó, dường như nhìn thấy tử thần. Các đệ tử của Bách Phú Minh chưa đi xa, ở ngay ngoài cổng lớn Sơn Trang Hồng Vũ. Họ vừa lo lắng cho sư phụ, lại hận công phu của mình quá kém, không thể giúp gì. Chúng ta xông vào đi, cùng lắm là liều với hắn, một đệ tử nói. Liều cái gì, liều nhân phẩm hả, tông sư cũng không phải là đối thủ, anh đi vào có tác dụng gì. Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn sư phụ, cùng lắm là chết. Cũng đừng nói chắc chắn như vậy, lỡ như sư phụ thăng thì sao? Sư phụ có lợi hại đi nữa, có lợi hại bằng tông sư Hoàng Phủ không? Tông sư Hoàng và Dương tông sư đều chết, sư phụ chúng ta. Vậy thì xông vào, đại trượng phu nói là làm, đầu rơi vết sẹo lớn bằng cái bát. Người đó nói xong, liền xông vào cổng lớn trước, những người khác cũng đi theo. Vừa xông vào, thì nhìn thấy hai người đi ra, chính là Lý Dục Thần và Lang Dụ Văn.
Kẻ dẫn đầu dừng bước chân, người phía sau cũng phanh gấp, dừng chân. Mọi người không nhìn thấy Bách Phú Minh, trong lòng lạnh toát, muốn chất vấn, nhưng lại quay sang nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trước. Lý Dục Thần không dừng lại, bước từng bước đi ra. Anh bước một bước, họ lại lùi một bước. Lùi được mấy bước, cuối cùng tách sang hai bên, nhường một lối đi. Lý Dục Thần đi ra từ giữa đám người. Lúc này, mọi người mới phát hiện, trên chân của Lý Dục Thần đang chảy máu. Máu chảy xuống đất, để lại một đường đỏ đứt đoạn dài trên người anh. Anh chậm rãi đi ra khỏi sơn trang Hồng Vũ. Mọi người đưa mắt nhìn anh rời đi, cho đến khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt, mới cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác áp bức đến không thở nổi biến mất. Dưới đất chỉ còn lại một hàng dấu máu, kéo dài. Sư phụ! Không biết ai hô lên trước, mọi người mới như tỉnh mộng, vội vàng chạy đến tuyển quan. Xuống dưới hầm, chạy vào thôn đạo, từ xa đã thấy bóng dáng của Bách Phú Minh, đứng im bất động ở đó như trụ gỗ. Trong lòng các đệ tử nổi lên nỗi bất an, kinh sợ hô lên chạy đến. Sư phụ! Chạy đến trước mặt, chỉ thấy Bách Phú Minh đứng ở đó, mắt mở thật to, cũng không nhúc nhích. Sư phụ, làm sao thế? Sư phụ không sao chứ? Các đệ tử lắc lư cơ thể của Bách Phú Minh. Bách Phú Minh như tỉnh mộng, cơ thể lảo đảo, lẩm bẩm nói, tôi hiểu rồi. Cuối cùng tôi đã hiểu rồi. Các đệ tử thấy hình như ông ta không bị thương, nên cũng yên tâm. Sư phụ đã đánh bại Lý Dục Thần ư? Đúng thế, sư phụ, con nhìn thấy Lý Dục Thần bị thương, hắn đang chảy máu. Sư phụ lợi hại quá, tông sư Hoàng Phủ cũng không đánh lại được, sư phụ lại đánh bại được hắn. Các đệ tử hưng phấn, anh một câu tôi một câu nói. Bách Phú Minh lại không vui. Ông ta ngửa cổ thở dài một tiếng, nói, sư phụ không đánh bại cậu ta. Vậy sao cậu ta bị thương? Cậu ta là vô địch, không ai có thể đánh bại cậu ta. Ngày đó ở tiền đường, khi cậu ta giết Itazura Kazuyoshi, đã dùng đường kiếm vô địch đó. Lúc đó, sư phụ không nhìn rõ. Hôm nay, đã nhìn rõ rồi. Ngay trước mặt sư phụ, đường kiếm đó, khiến trời đất kinh sợ, quỷ thần khóc. Lóc. Các đệ tử nghe Bách Phú Minh kể lại sự việc khi đó không khỏi cảm thấy háo hức khi tưởng tượng ra nhát kiếm uy lực lồng lộng kia. Vậy, sư phụ, người làm thế nào thoát được nhát kiếm đấy? Làm thế nào làm Lý Dục Thần bị thương? Sư phụ không tránh được nhát kiếm đó. Không ai có thể tránh được nhát kiếm đó. Sư phụ không hề làm cậu ta bị thương mà là tự cậu ta làm mình bị thương. Tự anh ta ư? Đúng vậy, là tự cậu ta làm. Bách Phú Minh nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Khi Lý Dục Thần đếm tới ba, ông ta nhìn thấy thần chết từ trên trời giáng xuống. Nhát kiếm hủy diệt đất trời đó mang theo thứ ánh sáng đen của cửu u chém toạc không gian. Đứng trước uy lực của nhát kiếm đó, đừng nói là phản kháng hay tránh né, ngay cả động đậy thôi Bách Phú Minh cũng không làm được. Thậm chí cả suy nghĩ của ông ta cũng đóng băng. Nhưng đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Lý Dục Thần bỗng nhiên thu kiếm về. Thế nhưng, uy lực của nhát kiếm này thực sự quá lớn, lớn đến mức ngay cả Lý Dục Thần cũng không thể kiểm soát nổi, cho nên anh đành phải đảo ngược kiếm khí, dùng thân thể của mình để đỡ lấy nhát kiếm ấy, kiếm chém thẳng vào đùi của anh. Bách Phú Minh trông thấy máu bắn tung tóe ra lập tức biến mất trong khoảng không mà kiếm khí tạo ra. Không gian bị bổ đôi ra khép kín trở lại, sản sinh ra một nguồn năng lượng khổng lồ. Chỉ mình sóng năng lượng do việc không gian bị xé mở ra và khép lại thôi cũng đã đủ sức xé xác Bách Phú Minh. Nhưng thứ trông giống một tấm lệnh bài mà Lý Dục Thần ném ra lại tỏa ra ánh sáng vàng, không biết là nó lấn át hay là hấp thụ những năng lượng kia, tóm lại toàn bộ người và vật trong lối đi nhỏ đều không hề bị thương mảy may. Bách Phú Minh trơ mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, sau đó trơ mắt nhìn Lý Dục Thần rời đi. Cho tới khi các đệ tử tràn vào, ông ta mới hoàn hồn khỏi nỗi khiếp sợ. Lúc này, ông ta không biết nên miêu tả cảm xúc. Trong lòng mình như thế nào? Ở đại hội võ lâm tiền đường, Lý Dục Thần đã cứu mạng ông ta một lần, giờ anh lại tha cho ông ta, xem như có ơn tha mạng. Điều này có nghĩa là ông ta đã nợ Lý Dục Thần hai mạng. Mặt khác, bởi sức mạnh quá chấn động của nhát kiếm vừa rồi mà trong lòng Bách Phú Minh lại bỗng nhiên như được khai sáng. Bình cảnh suốt bao nhiêu năm không thể đột phá bỗng có dấu hiệu nới lỏng ra vào đúng thời khắc ấy, một chút sức mạnh trong cơ thể ông ta đang bắt đầu dao động. Bách Phú Minh mơ hồ cảm giác được,
võ hồn của mình sắp rời khỏi cơ thể. Điều này khiến ông ta vừa hưng phấn lại vừa bất an. Nếu như nhờ chuyện này mà ông ta đột phá võ đạo, tiên thiên, luyện được võ hồn, vậy thì ông ta không chỉ nợ Lý Dục Thần hai mạng nữa. Nhưng vấn đề là, anh đã giết người ở Sơn Trang Hồng Vũ. Bất kể thế nào cũng không thể xóa sạch được chuyện này. Bất kể ai đúng ai sai, Bách Phú Minh cũng là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo. Ông ta khó tránh khỏi tội lỗi. Mấu chốt là ông ta còn là đệ tử của Châu Khiếu Uyên. Ông ta có thể từ chức, có thể kiếm cớ mặc kệ chuyện này. Nhưng Châu Khiếu Uyên có thể mặc kệ được hay sao? Bốn tông sư bị giết ở Sơn Trang Hồng Vũ, ở Kim Lăng. Nhà họ Châu là gia đình võ đạo bề thế số một Kim Lăng há có thể mặc kệ hay sao? Châu Khiếu Uyên là nhân vật đại biểu của Võ Lâm Hoa Đông, người sáng lập Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông há có thể mặc kệ hay sao? Nhưng không mặc kệ thì ông ta phải làm thế nào? Bách Phú Minh tưởng tượng thử, nếu như vừa rồi, người đứng ở đây không phải là ông ta mà là ân sư của ông ta Châu Khiếu Uyên. Nếu như là Châu Khiếu Uyên đối mặt với nhát kiếm hủy diệt đất trời kia của Lý Dục Thần thì ông ta sẽ làm như thế nào? Nghĩ tới đây, Bách Phú Minh đột nhiên dùng mình một cái, toàn thân nổi da gà. Ông ta không tưởng tượng ra nổi, thậm chí còn không dám tưởng tượng. Bất kể kết quả như thế nào, ông ta đều không muốn chuyện đó xảy ra. Nghĩ tới đây, Bách Phú Minh không do dự nữa, vội vã quay người rời đi. Sư phụ, ở đây thì làm thế nào bây giờ ạ? Đệ tử của Bách Phú Minh hỏi. Bách Phú Minh đáp mà không quay đầu lại, mọi người dọn dẹp chỗ này đi, cố gắng hết sức đừng phát tán chuyện xảy ra ở đây hôm nay ra ngoài, khống chế số người biết chuyện ở mức thấp nhất. Chờ sư phụ đi gặp sư phụ của mình về rồi sẽ quyết định xem bước tiếp theo. Nên xử lý như thế nào sau? Lý Dục Thần dẫn theo Lang Dụ Văn trở lại Ngô Đồng Cư ở thành phố Hòa. Mọi người đều đang đợi anh trở về. Khi nhìn thấy vết máu trên đùi anh, mọi người giật nảy mình. Dục Thần, anh bị thương à? Lâm Mộng Đình vội vàng dìu anh ngồi xuống sofa phòng khách. Tôi không sao, Lý Dục Thần lắc đầu mệt mỏi. Vết thương nhỏ thế này đúng là chẳng là gì đối với anh nhưng khi đối mặt với Bách Phú Minh, để có thể đột ngột thu lại nhát kiếm mà mình chém ra, anh đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh. Đó là một trận chiến đấu với chính bản thân mình. Bắt đầu từ lúc bị ép phải xuất quan, kẻ địch của anh đã không còn là người khác nữa mà là chính anh. Lý Dục Thần không chỉ phải chiến thắng tâm ma của mình mà còn cả thứ cổ xưa đang dục dịch thức tỉnh trong máu của anh. Khi nhìn thấy điệu múa thiên ma ở Hoang Trạch, anh đã biết rằng, kiểu gì rồi cũng có một ngày anh phải đối mặt với kẻ đó, hoặc là anh chiến thắng kẻ đó, hoặc là kẻ đó sẽ đánh bại anh. Anh còn bảo là không sao ư, anh xem chân anh này. Lâm Mộng Đình cầm kéo cắt đôi ống quần dính máu của Lý Dục Thần ra. Trên đùi của anh có một vết kiếm chém, kiếm khí còn lưu lại ở đó của kiếm huyền minh khiến vết thương không thể khép lại được, miệng vết thương màu đen, máu chảy ra đã khô lại, trông mà giật mình. Anh Dục Thần. Anh nhẹ xoa đầu Đinh Hương, cười nói, không sao, anh của em có thể lên trời xuống đất, chút vết thương nhỏ này thì có gì đáng kể đâu chứ. Đinh Hương nín khóc mỉm cười, gật đầu thật mạnh, nói, dạ, em tin anh Dục Thần. Cũng tin anh Mã Sơn. Lâm Mộng Đình bưng một chậu nước nóng tới rửa sạch máu trên chân cho Lý Dục Thần. Vừa lau cô vừa trách móc anh bị thương thành ra thế này rồi còn nói khoác cho được. Lên trời xuống đất à, thế sao anh không hái lấy mấy trái đào tiên về đây chia cho mọi người ăn? Lý Dục Thần lúng túng gãi đầu. Mọi người cười ầm lên. Bầu không khí lập tức trở nên dễ chịu. Dục Thần, cậu không sao thật chứ? Thực ra chị Mai đã nhìn ra được một chút dấu hiệu. Bà ta không lo lắng cho vết thương trên đùi của Lý Dục Thần. Mã Sơn và anh Thái đều đã đến quỷ môn quan rồi còn được anh cứu trở về thì vết thương nhỏ thế này chắc chắn cũng không thành vấn đề với anh. Nhưng khi Lý Dục Thần trở về, sắc mặt anh rất bất. Chị Mai biết chắc chắn anh đã gặp rắc rối, hơn nữa rất có thể rắc rối này không phải là vấn đề tới từ bên ngoài mà là xuất phát từ chính anh. Bất kể tu tiên hay luyện võ, cuối cùng đều phải đột phá chính mình. Tôi không sao. Lý Dục Thần cười, chỉ là có lẽ tôi sẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian. Chị Mai gật đầu nói, cũng tốt, cậu cũng nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi thôi. Kể từ ngày tới thành phố Hòa đến giờ đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện rồi. Cậu không phải người thường nhưng suy cho cùng cậu vẫn là con người. Đã là con người thì không thể xa rời cuộc sống,
không thể không nghỉ ngơi. Chị thấy hay là thế này nhé, sắp tới, cậu cứ việc ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, Mộng Đình cũng đừng đi học nữa, ở nhà chăm sóc cho Dục Thần. Đình Hương nói, vậy em cũng không đi học nữa, em cũng ở nhà chăm sóc anh Dục Thần. Chị Mai lườm Đình Hương một cái, người ta là vợ chồng, cần phải tận hưởng cuộc sống của vợ chồng trẻ, em ở lại đây để làm gì? Làm bóng đèn vui lắm chắc. Mọi người cười phá lên. Đình Hương đỏ mặt lẩm bẩm, chẳng phải họ vẫn còn chưa chính thức kết hôn hay sao? Lâm Mộng Đình cười nói, cứ để em Đình Hương ở lại đây đi ạ, em cũng có người làm bạn. Sư phụ Vinh lắc đầu, tặc lưỡi, thở dài, ôi chao, đẹp trai thích thật đấy, bao nhiêu người đẹp tranh nhau ở lại hầu hạ, có người rửa chân, có người đấm lưng, song túc song phi, ôi song túc song phi. Ông ta nhấn mạnh vào hai chữ cuối. Trong số những người đang ngồi ở đây, ngoại trừ Lý Dục Thần ở lâu trong núi và Đinh Hương ngây thơ ra, tất cả đều nghe hiểu, bật cười ầm ầm. Ngay cả Lâm Mộng Đình cũng chỉ gắt khẽ một tiếng, mắng một câu già mà không nên nết rồi cũng không nhịn được bật cười. Chỉ có Đinh Hương là ngơ ngác, không hiểu mọi người đang cười gì. Chị Mai lườm sư phụ Vinh một cái, mắng có phải ông đã thử rồi không? Sư phụ Vinh đang cười nghe vậy lập tức sợ mất mật, chiếc đầu to trên chiếc cổ to lắc như trống bỏi, lập tức phủ nhận. Không không, A Mai, bà hiểu tôi mà, ngoài nấu đồ ăn ra, tôi đâu biết gì nữa đâu. Ôi ôi, mọi người cười cái gì vậy? Tôi chỉ nói thành ngữ thôi mà, mọi người nghĩ gì thế? Thật lài. Ông chủ Vương cười hì hì nói, phải phải, tay nghề của sư phụ Vinh giỏi như vậy chắc chắn là do không ngừng cần cù luyện tập bất kể ngày đông giá rét hay ngày hạ nóng bức. Ở thủ đô, có ai mà không nghe tiếng tay nghề dùng dao của sư phụ Vinh đúng không? Người ta khổ cực như vậy, nấu đồ ăn mệt mỏi rồi thì tới 8 khu phố đèn đỏ lớn nhất thủ đô song túc song phi cũng là chuyện rất đỗi bình thường thôi mà. Sư phụ Vinh đang lắng tai nghe ông chủ Vương khen, tới khi ông chủ Vương nói tới câu cuối cùng, khuôn mặt tươi cười của ông ta lập tức cứng đờ, tím tái lại như màu thận heo, chỉ tay vào ông chủ Vương, giận dữ nói. Ông Vương, ông giỏi lắm. Tôi biết ngay là cái miệng của ông chẳng nói ra được lời gì tốt đẹp mà. Nói rồi, ông ta rút dao phay ra đòi chém đối phương. Ông chủ Vương cười hì hì bỏ chạy, nói ông cuống lên vậy làm gì? Tôi đâu có kể cho mọi người biết chuyện ông đi chơi phố đèn đỏ không chịu trả tiền đâu. Ôi, ông làm gì thế, nghe vậy ông lại còn phấn chấn nữa à? Ông chủ Vương vừa nói vừa né, chạy thẳng ra ngoài cửa. Sư phụ Vinh vung con dao phay đuổi theo đằng sau. Bên ngoài vang lên tiếng quát to của ông ta, ông Vương kia. Đồ chết tiệt nhà ông, có giỏi thì đừng có chạy. Thấy hai người họ đùa bỡn nhau như vậy, mọi người lại càng cười ngặt nghẽo hơn. Lý Dục Thần ngồi xem sư phụ Vinh và ông chủ Vương người bỏ chạy kẻ đuổi theo, lắng nghe tiếng cười ngập tràn trong phòng, bỗng nhiên hiểu ra lời chị Mai nói. Đúng vậy, con người còn sống thì còn phải sinh hoạt. Người không có sinh hoạt thì chỉ là cái xác không hồn. Tự ngẫm lại bản thân từ ngày xuống núi tới nay lúc nào cũng bận bịu hết chuyện này tới chuyện khác, vội vội vàng vàng, không để ý tới niềm vui và sự chân thực của cuộc sống. Hiện tại, vì huyết mạch thiên ma khôi phục mà tâm ma dung chuyển, sát nghiệt tăng lên. Điều này trái với mục đích mà sư phụ bảo anh xuống núi quan sát cuộc sống đời thường. Đúng là anh nên nghỉ ngơi thật tốt, trải nghiệm một chút cuộc sống đích thực. Chỉ có điều anh có phần lo lắng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sau khi cười xong, Lý Dục Thần nói với chị Mai, chị không gọi hai người họ lại à? Lỡ như đánh nhau thật, bị thương thật thì không hay. Chị Mai cười nói, cậu cứ lo cho cậu đi. Hai người đó diễn kịch cho chị xem đấy thôi. Lúc không có chị ở đây, hai người đó thân nhau lắm. Chưa biết chừng bây giờ đang ngồi uống rượu ngoài quán rồi ấy chứ. Lý Dục Thần ngạc nhiên, còn có chuyện như vậy nữa sao? Lúc này... Đinh Hương đã hơi hiểu ra câu sư phụ Vinh nói ban nãy, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đỏ bừng, chị Mộng Đình, em nghĩ là mình nên đi học thôi, nếu không sẽ không theo kịp tiến độ bài vở, cuối kỳ sẽ bị rớt tín chỉ mất. Chị Mai nói, vậy là đúng rồi, còn nhỏ tuổi thì học. Hành là quan trọng nhất. Đinh Hương nói, dạ, chị Mai, em về đây. Chị cũng mau đi tìm ông chủ Vương và sư phụ Vinh đi ạ. Lỡ như không phải bọn họ đi uống rượu mà đi song túc song phi thì sao? Hai ngày nay, cuộc sống rất êm đềm, không có ai tới kiếm chuyện, những chuyện đã dự đoán cũng không xảy ra.
nhưng Lý Dục Thần luôn có cảm giác mình bị rơi vào trong một vòng xoáy. Vòng xoáy này chỉ đang tích trữ năng lượng mà thôi. Hai ngày nay, Lâm Mộng Đình gần như luôn theo sát chăm sóc cho Lý Dục Thần. Anh không dùng pháp thuật để xử lý vết thương trên đùi, cũng không dùng loại thuốc nào đặc biệt, cứ để mặc cho nó từ từ tự lành. Kiếm khí của kiếm huyền minh lưu lại trên vết thương dần dần biến mất, chỉ để lại một vết sẹo màu da. Lâm Mộng Đình vuốt nhẹ vết sẹo mà theo cô thấy là đáng sợ đó, đau lòng nói, Dục Thần, không phải anh có cơ thể của tiên nhân hay sao? Tại sao lại bị để lại sẹo? Vậy, Lý Dục Thần cười nói, tôi cố ý để lại vết sẹo này đấy. Tại sao? Gần đây tôi giết chóc quá nhiều, không kiểm soát nổi tâm ma, tôi muốn giữ lại vết sẹo này để thường xuyên nhắc nhở bản thân nhớ rằng, tôi vẫn chưa phải là tiên, tôi có thể sẽ nhập ma bất cứ lúc nào, không được. Khinh suất. Anh không phải là tiên nhân tới từ Côn Luân hay sao? Sao lại không phải là tiên? Hiện tại, Lâm Mộng Đình cũng coi như đã bước chân vào con đường tu hành nên đương nhiên cũng biết thân phận của Lý Dục Thần. Ngay cả thiên sư Long Hổ Sơn cũng gọi anh là Thượng Tiên Cơ Mài. Lý Dục Thần cười nói, đó là người ta gọi khách sáo. Vậy thôi, người ta gọi tôi là Thượng Tiên là nể mặt Thiên Đô, nể mặt sư phụ tôi. Tôi chỉ mới trải qua một tầng lôi kiếp mà thôi. Chỉ khi nào trải qua đủ 9 tầng lôi kiếp thì mới là tiên nhân thật sự. 9 tầng lôi kiếp, Lâm Mộng Đình không khỏi háo. Hức, lúc đó anh sẽ biến thành gì? Kim cương bất hoại à? Kim cương bất hoại, Lý Dục Thần cười xấu xa, cô không sợ à? Tôi sợ gì chứ? Lâm Mộng Đình ngẩn người, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, mặt đỏ lên, vỗ đùi Lý Dục Thần một cái, xấu tính. Tôi không để ý tới anh nữa đâu. Nói xong cô đứng dậy. Đi ra khỏi phòng. Lý Dục Thần bật cười thành tiếng. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ hắt lên vết thương trên đùi của anh. Làn da của cơ thể đã trải qua lôi kiếp trơn bóng, mềm mịn, chỉ có vết sẹo kia là nằm đó như một con rồng có sừng. Bụi bặm trôi nổi trong nắng, trông như những con bọ nhỏ màu vàng kim đang nhẹ nhàng nhảy múa quanh con rồng đang nằm. Ánh nắng chỉ lọt một chút qua ô cửa sổ thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng người. So với ánh nắng chói chang trên mặt sông băng kéo dài chục ngàn dặm ở núi Côn Luân, ánh nắng ở đây còn khiến người ta thấy xúc động hơn. Có khoảnh khắc, Lý Dục Thần cảm thấy, cứ làm một kẻ phàm trần như thế này cũng tốt. Chẳng trách lại có nhiều nhân vật thần tiên quy ẩn thế gian, người thì ở nơi ruộng đồng núi rừng, kẻ lại ở nơi đầu đường chợ búa, sống những ngày tháng đầy ung dung tự tại. Này, anh có muốn đi ra ngoài ăn đồ nướng không? Lâm Mộng Đình bỗng nhiên thò đầu từ ngoài cửa vào phòng, nhìn anh đầy hoạt bát. Đồ nướng à, Lý Dục Thần sửng sốt. Cái quán mà hồi xưa chúng ta từng đi ăn ấy, Lâm Mộng Đình nói. Lý Dục Thần nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, nói trời đang nắng to, chắc vẫn chưa tới giờ quán nướng mở cửa đâu. Nhưng bỗng nhiên tôi muốn ăn, nếu anh không muốn đi thì thôi, Lâm Mộng Đình lộ vẻ thất vọng ra mặt. Được thôi, Lý Dục Thần đứng lên. Bỏ ống quần xuống che vết sẹo đi, vậy thì chúng ta đi ăn đồ nướng nào. Lâm Mộng Đình vui vẻ trở lại, nhảy nhót chạy vào trong phòng. Lý Dục Thần giả vờ vết thương còn chưa khỏi, chân mềm nhũn ra. Lâm Mộng Đình kêu ôi chao một tiếng, vội vàng đỡ anh, dù biết là anh cố ý nhưng không vạch trần mà còn bắt chước một điệu hát cổ xưa đặc trưng của thành phố Hòa, nói. Ôi tướng công, xin chàng chậm bước, để ta dìu chàng. Lý Dục Thần bật cười. Để cô đỡ người anh đi xuống dưới nhà, băng qua khoảng sân, bước ra khỏi cửa Ngô Đồng Cư. Một con nhím đang nằm phơi nắng ở mép giếng trong sân nghiêng đầu nhìn họ, đôi mắt nhỏ đảo mấy vòng, xem chừng rất tò mò. Lúc Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đến quán nướng, quả nhiên vẫn còn sớm, quán nướng còn chưa mở hàng, những chiếc bàn vẫn còn đang được gập lại, xếp sát vào tường, những chiếc ghế đường chồng lên thành một chồng cao. Lý Dục Thần nói, cô thấy chưa? Tôi đã nói là tới sớm rồi mà. Lâm Mộng Đình kéo cánh tay của anh, lơ đễnh nói, sớm thì sớm vậy, dù sao tôi cũng không đói. Không đói ư, Lý Dục Thần ngạc nhiên, không đói thì cô đòi ăn đồ nướng làm gì. Tôi chỉ muốn tới đây xem thử, tiện thể đi dạo với anh một chút thôi, Lâm Mộng Đình nói nhẹ nhàng như một cơn gió dịu nhẹ. Lý Dục Thần lấy chiếc bàn xếp ở góc tường ra, bày nó ra rồi lấy thêm hai chiếc ghế. Thấy anh đã bày bàn xong, Lâm Mộng Đình hơi ngạc nhiên. Bởi vì cô phát hiện ra vị trí của chiếc bàn này chính là vị trí mà lần đầu tiên cô và Lý Dục Thần tới đây ăn đồ nướng. Lần thứ hai bọn họ cũng ngồi ở đây.
còn giờ là lần thứ ba cũng vẫn là vị trí này. Anh cố ý ư, hay là do ông trời sắp đặt? Dường như Lý Dục Thần không hề nghĩ gì nhiều, anh bày bàn ra xong, bảo Lâm Mộng Đình ngồi xuống, còn anh thì sang cửa hàng trà sữa gần đó mua hai cốc trà sữa. Lâm Mộng Đình hút trà sữa, cười nói, anh giỏi lấy lòng quá nhỉ, anh nói thật xem nào, có phải trước đây ở trong núi, anh cũng thường lấy lòng các sư tỷ như vậy hay không? Đương nhiên rồi, Lý Dục Thần nói đầy đường hoàng, sư tỷ thì đương nhiên là phải lấy lòng rồi, nếu không mông sẽ nở hoa mất. Lâm Mộng Đình phì cười, suýt nữa bắn cả trà sữa ra ngoài. Lúc này, một thanh niên trẻ đi từ trong cửa hàng ra, thấy bọn họ bày bàn ra ngồi uống trà sữa, khó chịu bảo. Lý Dục Thần nói, này cậu, tiện cho người thì cũng là tiện cho mình th, âu đừng nóng tính như vậy. Chúng tôi chỉ ngồi đây một lát thôi, không ảnh hưởng gì tới cậu cả. Bao giờ cậu mở cửa thì chúng tôi sẽ chiếu cố chuyện làm ăn của cậu. Đây là lần đầu tiên Lâm Mộng Đình thấy Lý Dục Thần nói chuyện hiền lành như vậy, cô cảm thấy thú vị nên mỉm cười ngồi xem. Chàng trai trẻ kia hơi nóng nảy, nói ôi, anh nói chuyện có lý chút đi, đây là quán của tôi, bàn của tôi. Giữa ban ngày ban mặt, nếu ai cũng tới đây ngồi uống trà sữa giống như anh thì chẳng phải quán nướng của tôi biến thành quán trà sữa rồi hay sao? Lý Dục Thần nói, vậy chẳng phải là rất tốt hay sao, cậu có thể kiếm thêm một chút tiền đấy. Thôi đi, tôi không cần mấy đồng bạc ấy, chàng trai trẻ không nhịn nổi nữa, đi đi. Lý Dục Thần còn muốn nói tiếp nhưng Lâm Mộng Đình ngăn lại, cô cười nói, được rồi, anh đổi tính nói nhiều như vậy từ bao giờ thế? Tôi thật chẳng quen. Lý Dục Thần cười nói, tại mấy nay sống với cô đó. Đây gọi là gần đèn thì rạng, gần mực thì đen hê hê. Chỉ được cái giỏi nói thôi, Lâm Mộng Đình cười mắng, đi nào, dù sao quán cũng đã đổi chủ rồi, không còn gì để tưởng niệm nữa. Lý Dục Thần đứng lên, bất đắc dĩ nói, được thôi, vợ tôi bảo đi thì tôi đi vậy. Bọn họ đang định đi thì chàng trai trẻ kia lại la lên, này, lau sạch bàn rồi xếp lại chỗ cũ đi chứ. Lý Dục Thần nhìn chiếc bàn, cái bàn này có bẩn đâu. Chàng trai trẻ nói, hai người ngồi đó uống trà sữa, không bẩn thì cũng phải lau một lần chứ. Này cậu quá đáng rồi đấy nhé. Quá đáng ư, hai người không biết tôi có người bảo. Kê à. TH, Lý Dục Thần lại ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu, ai bảo kê cho cậu vậy. Nói ra chắc anh sợ chết khiếp, chàng trai trẻ ngẩng đầu, ưỡn ngực đáp, anh đã nghe tên tập đoàn Kinh Lý bao giờ chưa? Anh có biết cậu Lý người thủ đô không? Quán này của tôi được cậu Lý bảo kê đấy. Đừng nói là bảo anh lau bàn, dù có bảo anh phải ăn hết cái bàn này thì anh cũng phải ngoan ngoãn ăn hết rồi mới được đi. Lâm Mộng Đình che miệng lại nhưng vẫn không nhịn được phì cười. Lý Dục Thần cũng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Không ngờ anh lại nổi tiếng tới như vậy, ngay cả cửa hàng bán đồ nướng ngoài đường cũng mượn danh của anh để ra oai, lại còn ngang tàng như thể anh là đại ca xã hội đen vậy. Quả nhiên là người sợ nổi danh, heo sợ mập, mông có cất thì ruồi mới bu. Cậu Lý mà cậu nói là cậu Lý nào vậy? Thôi đi, ngay cả cậu Lý mà anh cũng chưa từng nghe nói bao giờ à, chàng trai trẻ tỏ ý khinh bỉ ra mặt, thế anh có biết nhà họ Lâm của thành phố Hòa không? Đó là gia đình giàu có bậc nhất một tay che trời của thành phố Hòa đấy. Cậu Lý là con rể ở rể nhà đó. Cuối cùng Lý Dục Thần cũng chắc chắn cậu Lý mà chàng trai trẻ này đang nói tới chính là mình. Lâm Mộng Đình nói, hóa ra là ở rể à, thế thì có gì đặc biệt đâu. Nói xong, cô liếc mắt nhìn Lý Dục Thần, không nhịn được cười. Lý Dục Thần không khỏi lắc đầu, đúng vậy, quả là chẳng ra làm sao. Lai lịch như thế mà làm đại ca bảo kê cho một quán nướng thì có gì ghê gớm chứ. Chàng trai trẻ nổi giận, mẹ kiếp, anh nói gì đó. Anh dám nói xấu cậu Lý có phải không? Anh có tin là mình không thể đi ra khỏi con đường này không? Lý Dục Thần kinh ngạc nói, chẳng lẽ cả con đường này đều được cậu Lý bảo kê ư? Đừng nói là con đường này, cả thành phố Hòa này đều là của cậu Lý và nhà họ Lâm, chàng trai trẻ nói đầy đắc ý, mau lau sạch bàn rồi biến đi. Lý Dục Thần cảm thấy buồn cười, chàng trai trẻ này không phải là người xấu, tuy trông thái độ thì ngang tàng nhưng thực ra không hề nói lời gì độc ác, cũng không hề có ý đồ xấu xa gì, chẳng qua là có phần chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cáo mượn oai hùm mà thôi. Mộng Đình, chúng ta đi thôi. Lý Dục Thần không muốn chấp vặt đối phương nên lắc đầu, định bỏ đi. Lâm Mộng Đình lại nói, Dục Thần, anh phải giải quyết chuyện này đi.
giải quyết, Lý Dục Thần sửng sốt. Trong ấn tượng của anh, Lâm Mộng Đình không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi, không có lòng độ lượng. Lâm Mộng Đình cười nói, ông bà ta đã dậy rồi, nếu bạn trông thấy nhà mình có một con gián thì nghĩa là quanh nhà bạn đã có cả hàng ngàn, hàng chục ngàn con gián rồi. Lý Dục Thần hiểu ý Lâm Mộng Đình. Chẳng lẽ chỉ có mỗi chàng trai trẻ này mượn tên tuổi của anh để lên mặt thôi hay sao? Ở thành phố Hòa này còn có bao nhiêu người như vậy nữa? Hơn nữa, anh không tin mình lại nổi tiếng ở khu buôn bán, chợ búa như vậy, e là có người đứng đằng sau gây sự. Nếu như anh cứ mặc kệ như vậy thì e là ba tiếng Lý Dục Thần sẽ có ngày trở thành cái tên được các bà các mẹ lôi ra dọa trẻ con ngừng khóc. Đúng là cần phải giải quyết chuyện này rồi. Lý Dục Thần bội phục suy nghĩ chu đáo của Lâm Mộng Đình, anh cười nói, vợ tôi quả là sáng suốt. Suy, ai là vợ anh, Lâm Mộng Đình đỏ mặt, mắng. Thấy hai người họ đứng liếc mắt đưa tình với nhau, chàng trai trẻ kia nổi giận vì cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp, kéo theo cả nhân vật đứng sau lưng anh ta cũng bị chà đạp lòng tự trọng, anh ta nhất định không thể để yên như vậy được. Này, hai người nói xong chưa hả? Sao vậy, ở đây cấm nói chuyện à? Nói chuyện thì được nhưng mà lau bàn xong rồi biến đi dùm cho, đi ra chỗ khác mà nói chuyện. Nếu tôi không lau thì sao? Không lau, chàng trai trẻ bực bội định xông tới bẻ tay Lý Dục Thần, vậy để tôi lau giúp anh. Nhưng anh ta còn chưa đụng được vào người Lý Dục, Thần thì đã ngã ầm xuống đất, mặt cắm xuống nền đường. Anh ta đứng dậy nhìn dưới đất, không hiểu tại sao mình lại bị trượt chân. Anh ta định lại xô Lý Dục Thần thì lại tiếp tục bị ngã sấp xuống đất với cùng một tư thế và ở cùng một vị trí. Lần này thì dù có ngu đi nữa anh ta cũng biết là Lý Dục Thần dở trò. Anh ta đứng lên, chỉ tay vào Lý Dục Thần nói, anh to gan lắm, anh chờ đó. Nói rồi, anh ta lấy điện thoại ra gọi. Cúp điện thoại, chàng trai trẻ hung dữ chừng mắt nhìn Lý Dục Thần, này anh, có giỏi thì cứ đứng đấy chờ. Ông Tam sẽ tới xử đẹp anh. Được, vậy tôi chờ. Lý Dục Thần kéo Lâm Mộng Đình ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau, hai chiếc xe phóng vù tới đây rồi dừng lại. Một nhóm người nhảy xuống xe, đi về phía họ. Chàng trai trẻ hưng phấn, chỉ tay vào Lý Dục Thần nói, anh chết chắc rồi, nói rồi lập tức chạy ra đón những người kia. Anh Bân, anh Báo, anh Dương, chàng trai trẻ cúi đầu khom lưng chào hỏi. A Đông, có chuyện gì vậy? Anh ta... Chính là bọn họ, chàng trai trẻ tên là A Đông chỉ tay vào Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình, bọn họ đến đây gây chuyện, tôi nói chỗ này đã được cậu Lý bảo kê rồi nhưng chẳng những họ không coi ra gì mà còn đánh tôi nữa. Ôi sống ở thành phố Hòa mà lại dám không coi cậu Lý ra gì à? Vậy tôi phải đi xem ai là người to gan dám đánh người ở địa bàn của tôi như mới được. Dứt lời, nhóm người đó tách ra hai bên, một người mặc áo vét màu đỏ rượu. Đeo dây xích vàng to ở cổ và kính râm to trên mắt cộng với mái tóc nhuộm đỏ trên đỉnh đầu nghênh ngang sải bước đi tới đây. A Đông vội vàng khom lưng chào, ông Tam mồ. Ông Tam vỗ vai anh ta, yên tâm, ông Tam sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Sau đó, ông Tam ung dung đi về phía Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Anh cười hì hì nhìn đối phương, chào một tiếng, ông Tam. Ông Tam giật bắn mình, vội vàng tháo kính râm xuống, tới khi thấy rõ mặt Lý Dục Thần. Chân ông Tam mềm nhũn, quỳ bịch xuống đất. Lý, ông Tam bò dạp người dưới đất, không dám ngẩng đầu lên, lắp bắp mãi một hồi mới nói xong, cậu Lý. Nghe vậy, những người đi theo ông Tam đều trợn tròn mắt. Có người tinh mắt, phản ứng nhanh cũng quỳ xuống theo ông Tam. Tất cả rầm rập quỳ xuống đất, cuối cùng chỉ còn thừa lại mỗi chàng trai trẻ tên là A Đông kia là ngây ngốc đứng như trời trồng. Thì ra ông Tam quỳ dưới đất chính là Hoàng Tam. Mấy tháng trước Hoàng Tam chỉ là một người nhặt ve chai, kiếm miếng cơm dưới trướng anh Thái. Vậy mà giờ đây Hoàng Tam đã trở thành đại ca của cả vùng này. Lần đầu tiên Lý Dục Thần gặp Hoàng Tam còn từng tát Hoàng Tam một cái. Chính vì cái tát này mà Hoàng Tam cho rằng anh ta có giao tình với Lý Dục Thần, giao tình và mặt thì cũng là giao tình mà. Cho nên khi nói với mọi người, Hoàng Tam thường bỏ qua anh Thái và Mã Sơn. Nói mình là người của cậu Lý. Bởi vì anh ta từng làm việc cho Lý Dục Thần nên anh Thái và Mã Sơn cũng không chấp anh ta. Nhưng anh ta không ngờ được rằng có một ngày đàn em của mình lại thực sự đắc tội cậu Lý. Hoàng Tam quỳ dưới đất, run lẩy bẩy, quay đầu lại nhìn,
thấy A Đông vẫn còn đứng ngẩn người như một thằng đần bèn hậm hực xoay người lại, bò về phía đó, quét chân một cái, làm A Đông ngã xuống đất, sau đó nhấn đầu A Đông xuống đất, nói. Cậu Lý, thằng danh này có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin anh bớt giận, để tôi đánh quẻ cảng anh ta. A Đông sợ run rẩy, xin tha, ông Tam tha mạng. Hoàng Tam cả giận nói, cậu xin tôi cũng chẳng ích gì hết. Hừ, cậu đắc tội cậu Lý thì chớ trách tôi vô tình. Ông Tam, xin tha mạng, cậu Lý, xin tha mạng, a, à, Đông gào khóc. Được rồi, Hoàng Tam, anh giỏi lắm, anh định giết người xong bắt tôi phải cõng tiếng xấu đúng không, Lý Dục Thần nói. Hoàng Tam vội vàng buông A Đông ra, lồm cồm đứng dậy, chạy lại chỗ Lý Dục Thần, nói, cậu Lý, ý tôi không phải vậy. Tôi thật đáng chết. Nói rồi anh ta bắt đầu vả miệng mình. Tôi đáng chết, tôi khốn nạn, tôi nói bậy. Hoàng Tam vừa tát vừa nhìn trộm Lý Dục Thần, thấy anh không bảo mình dừng lại, trong lòng anh ta lạnh toát, trái ngược hẳn với bên má bị anh ta tát nóng bừng. Tát, tát tiếp đi, Lý Dục Thần lạnh lùng nói, nếu anh không nói rõ chuyện ở đây ra cho tôi thì cứ tự tát đến chết đi. Má Hoàng Tam đã sưng vù nhưng anh ta không dám dừng lại. Tiếng bốp bốp vang vọng trên đường. Đám đàn em đứng đằng sau nhìn thôi cũng thấy đau dùm anh ta. Trái lại, A Đông như thể không thể nén giận nổi nữa, ôm cồm đứng dậy, kêu, đừng đánh nữa. Lý Dục Thần tò mò nhìn anh ta, không biết anh ta muốn làm gì. Hoàng Tam ngừng tay, kinh ngạc nhìn A Đông, trong lòng không khỏi sợ hãi, sợ anh ta lại nói ra câu gì không nên nói. A Đông nói, là lỗi của tôi, là tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, tôi đắc tội cậu Lý. Cậu Lý muốn chém giết, muốn dóc thịt thì cứ lôi tôi ra mà xử. Chuyện này không liên quan gì tới ông Tam cải. Lời này của anh ta khiến Hoàng Tam ngẩn người. Hoàng Tam không ngờ chàng trai trẻ này lại có nghĩa khí như vậy, sẵn sàng đứng ra nói đỡ cho mình. Lý Dục Thần cũng ngạc nhiên, anh hỏi, lôi cậu ra ư? Cậu không sợ chết à? Sợ ô, A Đông nói, nhưng đây là lỗi của tôi chỉ là hạng tôm tép thôi, cậu Lý muốn giết thì cứ giết đi, dù sao. Tôi cũng không có bố mẹ, không có gì phải bận tâm. Ông Tam, sau khi tôi chết, phiền ông chăm sóc cho A Tây. Nhà tôi. A Tây, Hoàng Tam sửng sốt. A Tây là con chó hoang tôi nuôi, nó cũng không có bố mẹ. Lúc tôi nhặt được nó ngoài đường, nó đã ốm gần chết, tôi thấy nó tội nghiệp nên đem về nuôi. Tôi tên là A Đông nên đặt tên cho nó là A Tây. Trước đây người ta thường mắng tôi chẳng phải là Đông Tây gì, vậy thì giờ có A Tây nữa là đủ bộ rồi. Mẹ kiếp. Đã là lúc nào rồi còn lo cho một con chó, Hoàng Tam mắng. Lý Dục Thần không ngờ chẳng những A Đông là người có nghĩa khí mà còn rất thú vị. Giọng điệu trách trời bất công của A Đông khi nói tới chuyện bản thân không có bố mẹ khiến Lý Dục Thần xúc động. Anh muốn tìm hiểu thử A Đông một chút xem sao. Cậu thật sự không sợ chết à? Lúc nói tới chữ chết, Lý Dục Thần sử dụng pháp chú hư không, anh vừa dứt lời là hơi lạnh lập tức ngưng tụ lại, hơi thở chết chóc tỏa ra xung quanh. Đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.